không, xuyên dính lại từ chối, cuống quyết xua tay. Không cần, không cần, Nghiêu Hữu Đạo không nhịn được quay qua nhìn Vân Cơ, có cơ hội giải độc, vậy mà người này không cần, sao có chuyện như thế chứ? Hắn không nhịn được hỏi lại, ngươi chúng độc gì, xuyên dĩnh không muốn trả lời vấn đề này, giải thích nói. Ta đã đi lâu như vậy mà vẫn chưa quay về, tất nhiên sẽ bị tuyết bà bà nghi ngờ, đến lúc đó ngươi muốn ta làm gì cũng không làm được nữa. Thật sự hắn không biết, đó chính là Nghiêu Hữu Đạo chỉ nhìn vào kết quả, chính là muốn tuyết bà bà bắt hắn đưa đi, nếu không sao không quan tâm đến chuyện này được chứ. Nghiêu hiểu đạo là ai, nếu đối phương không muốn nói thì hắn càng muốn biết rõ mọi chuyện, nên ép hỏi. Trả lời ta, người chúng độc gì? Xuyên dĩnh gượng ép nói, thật ra không tính là chúng độc, không có độc tính, ta không cần giải. Đôi mắt nghiêu hữu đạo hơi híp lại, nói, vậy thì nghe theo lời ta, hắn nghiêng đầu ra hiệu, bắt người đi, vân cơ bước lên bắt người, không. Xuyên Dĩnh hoảng sợ lui về sau, lùi đến lưng đụng phải vách đá, không có chỗ để lui nữa, cuối cùng cầu xin. "Xin lùi lại một thời gian, chờ ô thường đưa thuốc đến, ta sẽ cố gắng hết sức giúp ngươi làm việc, có được không?" Pháp lực bị mất không trốn được, mà cho dù có pháp lực đi nữa, hắn cũng không phải là đối thủ của Vân Cơ, Vân Cơ nhanh chóng tóm được hắn, đẩy ra phía ngoài cửa động. Xuyên Dĩnh gần như tuyệt vọng, cuối cùng rên rỉ một câu. "Chu Nhan Đan, là Chu Nhan Đan, khoan đã." bỗng nhiên nghiêu hữu gọi người dừng lại vất tay ra hiệu cho vân cơ buông người ra hắn đi đến trước mặt xuyên dĩnh dùng tay nâng cầm hắn lên xoay trái xoay phải nhìn một lúc trầm giọng nói gương mặt này bộ da này là do chu nhan đan cải tạo sao xuyên dĩnh cười thảm gật nhẹ đầu khắp khuôn mặt là sự bi thương sau khi bị vạch trần hắn hiểu rõ sự khác nhau một trời một vực giữa khuôn mặt xấu và khuôn mặt tuấn mỹ bỗng nhiên bị người khác nhìn thấu tâm tình này không có người nào hiểu nổi chu nhan đan phân cơ nghi ngờ chu nhan đan gì vậy nàng chưa từng nghe nói qua nghiêu hữu đạo nhìn hắn từ từ nói nói cách khác ngươi dùng một bộ túi da giả để lừa tuyết lạc nhi xuyên dĩnh rơi nước mắt nói ta không thể để cho tuyết nhi nhìn thấy khuôn mặt cũ của ta được nếu không thì dù ta giúp ngươi làm xong việc lạc nhi cũng không tiếp thu nổi dáng vẻ của ta ta cũng không còn mặt mũi nào nhìn mẹ con nàng nữa phân cơ nhịn không được lên tiếng nếu như tuyết lạc nhi chỉ nhìn khuôn mặt của ngươi thôi vậy thì loại nữ nhân này không cần cũng được xuyên dĩnh chỉ quan tâm đến mỗi điều này người bị hắn lừa không chỉ có mỗi tuyết lạc nhi hơn nữa sắc đẹp của tuyết lạc nhi cũng không nói đến tốt thế nào bây giờ lại có một đứa con gái tương lai phải nhìn mặt con gái nữa hắn không mong rằng sau này con gái sẽ ghét bỏ hắn tâm tình của một số người người ngoài không thể nào hiểu nổi như hữu đạo cũng chỉ xem như hắn là người không muốn tỉnh lại khỏi mộng đẹp nhắc nhở có lẽ ngươi cũng biết ô thường chỉ muốn lợi dụng túi da này của ngươi để làm việc cho hắn nếu như ngươi mất giá trị lợi dụng ô thường sẽ không cung cấp đan dược cho ngươi nữa hay nói cách khác nếu như bên tuyết lạc nhi mất đi giá trị lợi dụng hắn sẽ ép ngươi rời khỏi mẹ con các nàng đi dụ dỗ những nữ nhân khác ngươi cũng biết kết quả cuối cùng rồi đấy ngươi đang uống rượu độc giải khát xuyên dĩnh đi lên túm lấy tay hắn tiên sinh chờ một chút chờ ta nhận được chu nhan đan đã rồi sau đó mới giúp ngươi được không nghiêu hữu đạo thuận tay chống tay lên ngực hắn đẩy ra nói ta có thể cung cấp cho người đủ chu nhan đan sau khi chuyện này thành công người có thể dẫn mẹ con các nàng rời khỏi đây xuyên dĩnh giật mình vui mừng nói người có đủ chu nhan đan nghiêu hữu đạo nói ngươi về trước đi lần sau ta sẽ đưa chu nhan đan trao đổi với ngươi hắn nghiêng đầu ra hiệu vân cơ lập tức bước lên giải trừ cấm chế trên người đối phương xuyên dĩnh khôi phục lại pháp lực vẫn không dám tin tưởng nói Ngươi thật sự có chu nhan đan sao? Nếu thật sự có đủ đan dược, sau khi chuyện này thành công thì hắn không cần bị ô thường áp chế nữa. Và với tình hình tu hành giới bây giờ, ô thường muốn tìm hắn cũng không dễ. Hắn có thể dẫn theo hai mẹ con tuyết lạc nhi đến nơi không ai biết để mai danh ẩn tích. Như hữu đạo không nói nhảm gì nữa, để cho hắn nói ra cách liên lạc rồi dẫn vân cơ rời đi. Trên đường gió tuyết bay loạn, vân cơ tò mò hỏi. Chu nhan đan là cái gì? Như hữu đạo nói. Nó chính là một môn tà thuật của ma giáo, cũng coi là bí thuật luyện đan chỉ có giáo chủ ma giáo mới biết, mỗi một viên đan dược cần máu tươi của 10 nam tử cường tráng trộn cùng với vài loại linh thảo khác mới luyện thành được. Chu nhan đan cũng được xem là một loại đan dược dịch dung, ăn vào đan dược này có thể thi pháp sửa đổi khuôn mặt, có thể làm cho cơ thể biến dạng, cũng có thể làm cho mình trở nên đẹp hơn. Không biết vì sao nó lại rơi vào tay ô thường, Vân Cơ nghi ngờ nói, nếu như chỉ có giáo chủ ma giáo biết, sao ngươi lại biết cách luyện chế, chẳng lẽ là từ Triệu Hùng ca? Ngưu Hữu Đạo không quan tâm nói, xem như là vậy đi, thực tế thì không chỉ có giáo chủ ma giáo biết, mà trên ma điển cũng có ghi chép, vậy nên tà thuật được đưa ra từ tay Lyca thì cũng là chuyện bình thường, dù hắn có giao ma điển ra thì cũng đã chép lại nội dung trong đó rồi. Vân Cơ thổn thức, ta thấy xuyên dĩnh sao lại tuấn mỹ như thế, hóa ra không ngờ trên đời này lại có loại đan dược thần kỳ như như vậy. Ngưu Hữu Đạo nói, mặc dù đan dược thần kỳ, nhưng mỗi viên lại cần 10 mạng người mà Chu Nhan Đan cũng không thể dùng lâu được, dùng một viên là đã cưỡng ép nguyên khí bản mệnh của mình rồi, nếu xuyên dính cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ móc sống chính mình, cuối cùng chết bất đắc kỳ tử. Ta thấy ô thường hoàn toàn không nói cho hắn biết chuyện này. chương 2189, Gian Tế Bại Lộ Vân cơ trần chờ, mười mạng người, người muốn luyện chế cho hắn số lượng lớn đan dược sao? Nhiêu Hữu đạo nói, ta không biết luyện đan, cũng sẽ không giúp hắn luyện chế, dù mơ thế nào mà đến lúc nên tỉnh thì hắn phải tỉnh xuyên dĩnh quay về băng tuyết khác đầu tiên hắn liên hệ với vợ con kết quả phát hiện hai người đều bình an trên đường đến trích tinh thành không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cả sao nghiêu hữu đạo làm cho toa huyễn lệ dễ dàng bại lộ được chứ lúc này xuyên dĩnh mới biết mình bị kẻ thần bí kia lừa dối hắn có xúc động báo tin cho ô thường biết nhưng suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn không dám nếu như để ô thường biết hắn đã bại lộ hắn không còn giá trị lợi dụng có thể nghĩ được hậu quả. Điều này làm cho hắn rơi vào cảnh dày vò khốn khổ, một người phát hiện mình đi lầm đường, lại không có dũng khí gánh vác sai lầm đó, phía sau sẽ có một sai lầm khác đang chờ hắn. Mà Chu Nhan Đan xuất hiện, cũng làm cho Ngưu Hữu Đạo thay đổi kế hoạch, vấn đề xuyên dính khát vọng Chu Nhan Đan và ảnh hưởng khi xuyên dính bị lộ ra. Đây cũng là chỗ tốt của việc Ngưu Hữu Đạo tự mình đến, hắn có thể tùy thời sửa đổi kế hoạch. Luyện chế Chu Nhan Đan, Ngưu Hữu Đạo bí mật liên lạc với Yến Trục Thiên cũng cho hắn bí pháp luyện chế, với bản lĩnh luyện đan của Linh tông, chắc chắn sẽ mạnh hơn những người khác. Hắn cũng cố ý nói, bí pháp này là bí pháp của Ô Thường. Tin rằng có nhắc nhở này thì Yến Trục Thiên sẽ biết làm gì để giữ bí mật, loại chuyện này Yến Trục Thiên tự xử lý là được, không cần bàn bạc thêm gì nữa. Giao cho Linh tông còn có một chỗ tốt khác, đó là Linh tông ở ngay trong Tề quốc, bây giờ Tề quốc nằm trong cảnh chiến loạn, người chết là chuyện bình thường, kiếm 10 người, người để luyện chế Chu Nhan đan không phải là vấn đề quan trọng nhất là nhìn Yến Trục Thiên quyết định thế nào. Nghiêu Hữu Đạo cũng không cố ý dặn dò Yến Trục Thiên luyện chế đan dược thì không được lạm sát kẻ vô tội gì đó, có một số việc không cần phải nói ra. Mười viên chu nhan đan, trên trăm mạng người, thậm chí là không chỉ vậy, nếu như Yến Trục Thiên vẫn còn chút lương thiện, hắn sẽ không ra tay với người vô tội, sẽ biết xử lý thế nào. Nếu như Yến Trục Thiên không có một kế hoạch cụ thể thuận tiện để làm việc, Nghiêu Hữu Đạo cũng sẽ không biết, cũng sẽ không hỏi quá trình của nó, trừ phi đã làm xong việc khi mở ra hộp mười viên đan dược màu hồng óng ánh sáng long lanh trông rất đẹp hiện ra trước mắt nghiêu hữu đạo đưa mắt nhìn sau đó khép nắp hộp lại lữ vô song ngồi ở phía đối diện thấy hắn như đã hạ quyết tâm gì đó nhắc nhở lần nữa nếu muốn lợi dụng ô thường để diệt trừ tuyết bà bà không dễ dàng lão yêu bà là người duy nhất trong tám người có thể phá vỡ vô biên ma vực của ô thường ô thường không thể vây khốn được bà ta nghiêu hữu đạo vuốt hộp trên bàn nói nếu công pháp hỏa tinh có thể khắc chế lão yêu bà ta không ngại để cho người của chúng ta liên thủ với ô thường thử xem. Lữ vô song nói, ta nói này, chuyện nguyên sắc chính là vết xe đổ, suýt chút nữa đã toàn quân bị diệt, không chắc chắn tuyệt đối thì không được hành động thiếu suy nghĩ nữa, bây giờ ngươi lại muốn mạo hiểm, ngươi không sợ gà bay trứng vỡ sao. Nghiêu Hữu đạo nói, ta biết rất nguy hiểm, nhưng cũng phải thử xem, mặc kệ kết quả thế nào, dù là có hy sinh, đều có lợi cho tình hình bây giờ. Hắn cũng không muốn thánh la sát mạo hiểm, nhưng trước đó hắn vẫn đưa vài vị thánh vào điệp mộng nguyễn giới làm cho thánh la sát suýt chút nữa mất mạng lần này cũng biết là rất nguy hiểm nhưng vẫn muốn thử một lần chuyện đã đi đến nước này hắn phải đối mặt với ngũ thánh nếu không va chạm với bọn họ sẽ không thể giải quyết được vấn đề đi đến bước này cuối cùng thế nào hắn đã có thể tưởng tượng ra được chắc chắn bên này phải có người hy sinh không có khả năng bình an mà bên ngũ thánh lại sụp đổ được thấy hắn đã quyết Lữ vô song cũng không nói gì thêm nữa, chuyển chủ đề. Đã lâu rồi không thấy Hồng Nương, Nghiêu Hữu Đạo cũng không giấu nàng. Hồng Nương đang bế quan đột phá Nguyên Anh Kỳ. Lữ vô song cười đắng chát, không ngờ đồ mà cửu thánh thủ hộ nhiều năm như vậy, cuối cùng lại cho bên này hết. Ai có thể ngờ được rằng lệnh cưỡng chế các phái đến đốc cha lại trở thành con đường cho đạo tặc đi vào, vậy mà có thể trộm được vô lượng quả một cách thần không biết, quỷ không hay như vậy. Nghiêu Hữu Đạo cũng có việc muốn hỏi nàng. Bên yêu ma lĩnh gửi thư, hỏi về chuyện của phùng quan nhi người muốn xử lý thế nào lữ vô song bưng trà chậm rãi thưởng thức nói có một số việc cứ kéo dài cũng không được tự mình xử lý là tốt nhất nghiêu hữu đạo trầm mặc xa nhau không quá một tháng trong hẻm núi tuyết ba người gặp lại nhau nhìn người viên chu nhan đan trong hộp xuyên dĩnh nửa vui nửa buồn vui là vò đối phương thật sự có thể làm ra số lượng lớn chu nhan đan cho hắn lo lắng là chuyện đối phương muốn hắn làm chỉ nghĩ thôi cũng thấy khủng bố, đâu phải chỉ mối bắt hắn đi chịu chết. Thấy hắn lâu không lên tiếng, như hữu đạo nói, ngươi yên tâm, đây chỉ là đưa ra cho ngươi xem, sau khi chuyện này thành công sẽ cho ngươi nữa. Vẻ mặt xuyên dĩnh tràn đầy sự đau khổ, nói, ngươi làm vậy thì sao ta dám đi gặp mặt tuyết bà bà được. Như hữu đạo nói, ngươi không cần phải gặp mặt, ngươi chỉ cần làm theo lời của ta, đều sẽ ra kết quả như vậy. Chỉ cần ngươi làm đúng theo những lời ta nói, thì sẽ có cơ hội giữ mạng lại xuyên dính uể oải tinh thần, cười thảm nói, hình như ta không có lựa chọn khác. Ngưu Hữu Đạo nói, không có lựa chọn, loại chuyện này, nếu ta tìm được ngươi, vậy thì sẽ không cho ngươi cơ hội lắc lư. Muốn trách, thì trách lúc đầu ngươi không nên bị ma quỷ ám ảnh cuốn vào chuyện này. Hãm âm sơn, trong đại điện âm trầm dưới mặt đất, hắc thạch đi vào, hai tay dâng lên một phong mật thư, nói. Ngân cơ gửi thư, lần nữa hẹn ngài ra ngoài gặp mặt. Ở bên khí vân tông, dù nói là tỏa chấn, nhưng ô thường lại không thường xuyên ở nơi đó nàng lặng lẽ rời đi giao mọi chuyện cho hắc thạch xử lý ô thường cầm thư hắc thạch để ý đến hình xăm con rồng giữ tợn ở trên cánh tay vị này đã gần như sắp làm xong xem xong thư ô thường trầm mặc băng tuyết thánh niệm vợ chồng xuyên dĩnh ôm con đi vào băng cung được gọi đến nói tuyết bà bà nhớ đứa trẻ miễn lễ miễn lễ vừa gặp mặt tuyết bà bà đã vui tươi hớn hở ôm đứa nhỏ từ tay tuyết lạc nhi đến vui đùa hai vợ chồng nhìn bà ta ôm đứa bé vừa đi bộ quay về, dáng vẻ đều rất cao hứng. Bạch vô nhai bỗng nhiên đi đến trước mặt xuyên dĩnh, nói ra một câu. Người biết nhất phẩm đường chứ? Tuyết lạc nhi kinh ngạc, không hiểu sao lại hỏi như vậy. Ánh mắt của xuyên dĩnh lóe lên sự trột dạ, âm thầm cười khổ, ngay lúc hắn bị đưa đến nơi này, hắn đã biết sắp xảy ra chuyện gì. Nhất phẩm đường là một cửa hàng bên cạnh băng tuyết cát, cũng là đường dây bí mật mà hắn liên lạc với ô thường. Hắn đã sớm biết băng tuyết thánh địa không hề yên tâm mình, Trước kia liên lạc đều chú ý cẩn thận, mà lần này lại cố ý lộ ra, không bị phát hiện mới là lạ. Nhưng bên ngoài vẫn cố gắng bình tĩnh nói. Thuốc phụ nói đến cửa hàng bên cạnh băng tuyết cát sao. Bạch vô nhai gật đầu, nói, người có quan hệ gì với cửa hàng đó. Xuyên dĩnh kinh ngạc, nói, không có quan hệ gì cả, chỉ biết trưởng quỹ của cửa hàng đó. Bạch vô nhai móc ra một lá thư từ trong tay áo, đồng thời cũng phất tay ra hiệu một kẻ bị tra tấn không còn hình người bị lôi vào trong, ném xuống đất như một con chó chết. Kẻ này chính là trưởng quỹ của nhất phẩm đường, bị bí mật bắt đến đây. Trưởng quỹ kia dương mắt nhìn xuyên dĩnh, xấu hổ cúi đầu, hiển nhiên là không chịu được nghiêm hình nên khai ra. chương 2190, A tỷ 1 Xuyên dĩnh vừa xem là đã nhận ra trưởng quỹ của cửa hàng kia, lại nhìn lá thư trong tay, đúng là lá thư mình viết kia, báo cáo tình huống của băng tuyết khác, trong đó có vài động tĩnh nhằm vào tuyết bà bà tìm hiểu trong lòng cười khổ, ngoài mặt lại đứng ngốc ở đó. Tuyết bà bà giống như không thấy gì cả, ôm đứa bé đi đến đi lui, rất chuyên chú chơi với đứa trẻ. Tuyết lạc nhi không ngốc, ý thức được cái gì, gắt gao nhìn chằm chằm trượng phu của mình. Bạch vô nhai nói, xuyên dính, ngươi không giải thích gì sao. Xuyên dính cười khổ, nói, đã như vậy rồi, giải thích quan trọng nữa sao. Bạch vô nhai nói, nếu ngươi đã nhận sảng khoái như thế, vậy thì ngươi nói rõ luôn đi, người kia nói cứ cách một khoảng thời gian nhất định thì người phải đi nhất phẩm đường lấy thuốc thuốc gì người bị ô thường dùng độc khống chế sao vị trưởng quỹ cửa hàng thuốc chỉ phụ trách giao đồ cũng không biết là đan dược gì xuyên dĩnh yên lặng gật đầu nói vâng nhưng ta cũng không biết là thuốc gì chỉ biết nếu không uống thuốc ta sẽ sống không bằng chết bạch vô nhai nói nói cách khác người phụng mệnh người khác mưu đồ tiếp cận tuyết nhi xuyên dĩnh nhìn về phía tuyết lạc nhi đang cắn bờ môi miệng đầy khổ sở nói Lạc Nhi, từ lúc đầu đúng là ta có mưu đồ tiếp cận nàng, nhưng bây giờ, mặc kệ nàng có tin hay không, ta đều xem nàng là thê tử của ta, ta đối với nàng và con gái không hề có hai lòng. Ta thật sự rất hối hận, nhưng không thể nào thoát khỏi khống chế của Ô Thường được. Tuyết Lạc Nhi rơi lệ, không ngờ rằng trượng phu mình lại là nội gian do người khác phái đến, nàng nước nở nói: "Vậy vì sao ngươi không nói cho ta biết từ trước?" Xuyên Dĩnh đau thương nói: "Ta không dám, ta sợ chết, ta cũng sợ mất đi mẹ con các nàng." đây cũng là nói thật. Tuyết lạc nhi nhấc tay áo lau nước mắt, bỗng nhiên bước nhanh đi đến trước mặt tuyết bà bà, quỳ xuống, dập đầu trên mặt đất, nói: nãi nãi, cầu xin ngài dơ cao đánh khẽ. Tuyết bà bà ôm đứa bé chơi đùi nhìn nàng quỳ xuống, thở dài nói: cô gái ngốc, nếu ta giết hắn, có phải ngươi sẽ hận ta cả đời không? không dám. Tuyết lạc nhi vừa khóc vừa lắc đầu, lại tiếp tục dập đầu, cầu xin nãi nãi dơ cao đánh khẽ tha cho hắn một mạng. Tuyết bà bà nói. Con bé ngốc này, ta tha hay không tha cho hắn, vậy thì phải xem chính hắn rồi. Hắn là gian tế người khác phái đến, là đến hại cả nhà chúng ta, nếu là tội không thể tha, con nói sao ta có thể tha cho hắn được. Nếu tùy tiện tha cho hắn, người khác sao phục, xuyên dính cũng lập tức bước nhanh qua, quỳ gối bên người tuyết lạc nhi, dập đầu nói. Nãi nãi, từ lúc ta tiếp cận lạc nhi thì thật sự không làm qua bất cứ chuyện gì bất lợi với ngài và lạc nhi, xin nãi nãi xem xét. Tuyết bà bà cười một tiếng, nói. Ô thường phái ngươi đến, nhưng lại không bắt ngươi làm chuyện gì có hại đến gia đình ta sao? Xuyên dĩnh vội ngẩng đầu nói, nãi nãi, lúc đầu ta phụng mệnh tiếp cận lạc nhi, không phải vì băng tuyết thánh địa, mà mục đích là nghiêu hữu đạo, thật sự không có quan hệ gì với băng tuyết thánh địa. Nghiêu hữu đạo, dù khôn khéo, tuyết bà bà cũng không nhịn được khẽ giật mình, không khỏi nhìn bạch vô nhai một chút, hơi cau mày nói. Chính là chuyện mà nghiêu hữu đạo gặp ở thánh cảnh đó. Xuyên dĩnh vội vàng gật đầu, nói, đúng, chính là hắn. Tuyết bà bà kỳ quái hỏi lại, ô thường bắt ngươi tiếp cận Lạc Nhi, là vì như hữu đạo đó. Ngươi đang nói đùa, hay là ta già rồi nên hồ đồ rồi, sao ta nghe không hiểu chuyện này có ý gì vậy? T. Xuyên dĩnh giải thích, nãi nãi, là vì làm cho Ngưu hữu đạo tin tưởng. Ngưu hữu đạo kết bái anh em với lệnh hồ thu của thiên địa môn, ô thường bắt ta đi tiếp cận Lạc Nhi, là vì cho Ngưu hữu đạo đi vào thánh cảnh lịch luyện, sợ có nguy hiểm, nên trên mặt muốn ta mượn thân phận của Lạc Nhi bảo vệ hắn, thật ra sau lưng ô thường tự mình âm thầm bảo vệ. Hắn nói ra những chuyện mà lệnh hồ thu liên lạc với nhiều hữu đạo qua thư. Tuyết bà bà và bạch vô nhai hai mặt nhìn nhau, không ngờ phía sau chuyện này lại có nhiều vấn đề khúc chiết như vậy. Tuyết bà bà càng nghe càng không hiểu, nói, chỉ là một tên nhiều hữu đạo, sao ô thường lại dùng nhiều công phu bắt người đi tiếp cận, vì sao? Xuyên dĩnh lắc đầu, nói, cụ thể thì ta cũng không rõ lắm, hình như Ngưu Hữu Đạo có cách liên hệ với người nào đó trong hồ tộc. Tuyết bà bà nhíu mày, nói, hồ tộc, xuyên dĩnh nói, vâng, hình như ô thường muốn tìm người nào đó trong hồ tộc, nhưng lại khó tìm ra được, nên mới để cho ta tiếp cận Ngưu Hữu Đạo, sau đó để cho Ngưu Hữu Đạo tin tưởng cũng là vì mục đích này. Ô thường có thể tìm người nào trong hồ tộc chứ? Ánh mắt của tuyết bà bà hơi lóe lên, lập tức nghĩ đến một người, ngân cơ. Có một số việc không cần câu trả lời, chỉ cần cho đối phương tự nghĩ ra, đó là đáp án thích hợp nhất. Xuyên Dĩnh tiếp tục nói, không ngờ Ngưu Hiếu đạo lại bỗng nhiên gặp chuyện bỏ mình, nhiệm vụ của ta cũng tạm gác lại, lên luôn ở yên đến bây giờ. Nhưng gần đây bên kia lại liên lạc với ta, để cho ta nghe ngóng động tính của nãi nãi từ chỗ Lạc Nhi, xác định hành động 10 ngày này của nãi nãi. Tuyết bà bà nói, tìm hiểu hành động của ta làm gì? Xuyên Dĩnh nói, không biết, nhưng ta cảm giác có khả năng liên quan đến người hồ tộc muốn tìm kia. Cảm giác, hình như tuyết bà bà có chút nghi ngờ, hỏi, vì sao, xuyên dĩnh nói, từ trước đến nay, bên phía ô thường tìm ta chỉ liên quan đến chuyện của hồ tộc kia, chưa bao giờ tìm ta vì chuyện khác. Nói xong hắn đập đầu, nãi nãi, ta chưa bao giờ làm chuyện gì bất lợi với thánh địa, cầu xin nãi nãi dơ cao đánh khẽ, cho ta cơ hội chuộc tội. Ánh mắt của tuyết bà bà trở nên quỷ quyệt, rơi vào trên người tuyết lạc nhi đang mong chờ, bà ta cúi người trả đứa bé lại cho nàng, ngồi dậy vung tay áo đều dẫn đi hết đi bạch vô nhai đi đến bỗng nhiên ra tay hạ cấm chế trên người xuyên dĩnh xuyên dĩnh cũng không dám phản kháng nãi nãi tuyết lạc nhi giật mình ai ngờ bạch vô nhai lại ra tay với nàng cũng hạ cấm chế lên người nàng luôn một nhà ba người bị bạch vô nhai sai người dẫn xuống cứ giam lỏng lại tạm thời không có động tác khác tuyết bà bà bước đến trên sườn núi gió tuyết gào thét lên mặt nhìn kiến trúc lầu các liên miên trên tuyết cung bỗng nhiên hỏi người cảm thấy xuyên dĩnh nói thật không Bạch vô nhai trần trừ nói, không chắc chắn lắm, nhưng mà hắn đã bị khống chế, nếu muốn giữ mạng sống thì không dám nói dối. Lúc trước Lạc Nhi cũng từng nói, Xuyên Dĩnh đúng thật đưa thư của lệnh hồ thu cho Nhiêu Hữu Đạo. Trước đó Xuyên Dĩnh cũng có ý muốn kết giao với Nhiêu Hữu Đạo, thân cận với Nhiêu Hữu Đạo hơi quá mức, đúng là có ý đến gần. Trước đây ta luôn có cảm giác không đúng chỗ nào đó, nhưng bây giờ xem ra là đã tìm được nguyên nhân. Tuyết bà bà không hiểu, hỏi, hồ tộc đang nghi, sao Ngưu Hữu Đạo lại có thể liên lạc với hồ tộc được? Bạch Vô Nhai hơi lắc đầu, nói, người đã chết rồi, không thể điều tra ra chân tướng được, nếu như là thật, chỉ sợ chỉ có ô thường và hồ tộc mới biết chuyện gì xảy ra. Tuyết bà bà quay đầu nhìn lại, nếu như là thật, người nghĩ rằng ô thường muốn tìm người nào trong hồ tộc. Trong lòng Bạch Vô Nhai đã nghi ngờ từ trước, thử trả lời. Chẳng lẽ là ngân cơ, hoang trạch tử địa, người ngoài khó đi vào được, lần trước ngân cơ hẹn gặp mặt ở hoang trạch tử địa, Ngài đã cảm thấy không thích hợp rồi, chắc là ngân cơ trốn ở bên chỗ Hồ tộc. Tuyết bà bà quay đầu nhìn về phía phương xa, nói: "Nếu như là thật, ngoài trừ tìm nữ nhân kia, chắc có lẽ không có ai khác có thể làm cho Ô Thường phí tâm cơ như vậy, Ô Thường này có quan hệ không cạn với nữ nhân kia đâu." Bạch Phô Nhai vẫn không hiểu, hỏi lại: "Có điều nhi tử nghĩ mãi mà không ra, hắn làm cho xuyên dĩnh chú ý hành động trong 10 ngày này của ngài, liên quan gì đến người cần tìm ở Hồ tộc chứ?" Chương 2191 A tỷ hai. Tuyết bà bà hừ hừ, nói, ta sống lâu trong băng cung không đi ra ngoài, người ngoài khó nắm bắt được hành tung, nếu ta muốn rời khỏi đây, người bên ngoài cũng không dễ dàng biết được, không phải có thể tùy tiện thăm dò. Bây giờ ta tỏa chấn thánh cảnh, ô thường muốn xác định xem ta còn ở trong băng cung hay không. Nếu như là thật, hắn muốn tìm nữ nhân kia, đâu có dễ dàng như vậy. Sau đó bà tay quay đầu về phía bạch vô nhai, nói. Mười ngày, vì sao lại là mười ngày? chẳng lẽ có thể tìm ra được trong 10 ngày này. Nếu như có thời gian cụ thể, vậy thì chỉ có một nguyên nhân, lần trước nữ nhân kia hẹn ta ra gặp mặt, ta lỡ hẹn, nên bây giờ nữ nhân kia hẹn ô thường ra, hai người đã hẹn thời gian gặp mặt cụ thể rồi. Hình như Bạch Vô Nha hiểu ra gì đó, nói cách khác, nếu mẫu thân tỏa chấn trong thánh cảnh, ô thường nghi ngờ ngân cơ có khả năng cũng hẹn ngài ra, nhưng lại không biết rõ hẹn ngày nào, nên chú ý hành động của ngài. Tuyết bà bà cười ha ha nói, 10 ngày, đã qua mất ngày rồi, nếu như là thật, xem ra trong mấy ngày này ô thường sẽ gặp mặt nữ nhân kia. Vì sự an toàn, 8 phần 10 nữ nhân kia sẽ hẹn gặp ở hoang trạch tử địa, nếu như có biến, sẽ dễ dàng chạy thoát hơn. Là thật hay giả, tìm hiểu là sẽ biết, nếu thật sự, ta muốn xem thử xem nữ nhân kia đang muốn dở cho quỷ gì, sao lại nhiều lần hẹn gặp trong lãnh địa hồ tộc. Vô nhai, người tự mình đến cửa vào thánh cảnh, bí mật sắp xếp, nếu như phát hiện ô thường quay về thánh cảnh, lập tức báo cho ta biết trong mật thất ở nam châu lữ vô song đi vào nhìn thấy nghiêu hữu đạo đang đứng trước bản đồ thánh cảnh nàng hơi nhìn chăm chú vào hắn sau đó đến gần hỏi ngươi lo lắng xảy ra chuyện sao nghiêu hữu đạo đưa lưng về phía nàng buông tiếng thở dài chỉ mong ngân cơ không phán đoán sai lầm đối với côn lâm thụ nếu không phải cửa ra vào thánh cảnh ngày càng nghiêm ngặt ta đã muốn tự mình đến tận nơi nhìn lữ vô song nói ngươi đi cũng sợ rằng không thay đổi được cái gì nghiêu hữu đạo nói Ta bố trí như vậy, ngươi chắc chắn rằng Tuyết bà bà có thể tìm ra được không?" Lữ Vô Song nói, "Ngươi đánh giá thấp lão yêu bà này rồi đấy. Đã biết được hướng đi đại khái của mục tiêu, lại có thể bố trí từ sớm, nếu lão yêu bà có tâm làm, chắc chắn có thể làm được." Cửa vào thánh cảnh, một người bí mật đội nón đen đi vào. Người của băng tuyết thánh địa đã được dặn dò từ trước lập tức chủ động nghênh đón, đưa tay cản lại để kiểm tra. Vừa nhấc nón lên, thấy chính là Ô Thường, lập tức dọa lui những người ngăn cản cung kính cho vào. Ô thường nhanh chân đi vào tạo thành từng gợn sóng, bóng người hắn đã xuất hiện ở thế giới khác, sau đó lại hiện thân từ trong một gơn sóng khác, nhanh chóng bay lên rời đi. Dưới cây đại cổ thụ của đỉnh núi mây mù gần đó, tuyết bà bà chính mắt nhìn thấy người bay qua. Rất nhanh, bạch vô nhai lách mình đi vào, khẩn cấp bẩm báo nói. Mẫu thân, không sai, ô thường đến. Tuyết bà bà nhìn chằm chằm về phía ô thường biến mất, cười lạnh nói. Quả nhiên là đi về phía hoang trạch tử địa, người đi về trước đi. Bóng người bà ta lóe lên rời đi, đã đuổi theo về phía ô thường. Bạch vô nhai đưa mắt nhìn một lúc, sau đó nhanh chóng chạy trốn. Mà tuyết bà bà đang phi hành trên không trung thì dùng tu vi của mình, tăng tốc độ phi hành lên nhanh nhất, nhanh chóng đuổi theo. Sau khi đuổi theo một thời gian ngắn, cuối cùng cũng phát hiện ra bóng người đang phi hành phía trước, bà ta lập tức hạ độ cao phi hành xuống, gần như bay sát mặt đất, mượn hoàn cảnh dưới mặt đất để truy tung. Hoang trạch tử địa, ô thường bay đến, lơ lửng đứng trên không trung sau đó quan sát bốn phía cuối cùng lách mình bay xuống nhảy vào một chỗ trên đỉnh núi đó là nơi hẹn gặp mặt sau khi yên lặng đón gió một lúc ô thường vươn tay lột nón ra lộ ra khuôn mặt tóc dài tung bay theo gió trong ánh mắt có sự thâm trầm khó hiểu chờ một lúc ngay ở phía trước người hắn một mảng đầm lầy cuồn cuộn một người trồi lên khỏi đầm lầy váy bạc trên người lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời phiêu nhiên bay lên rồi hạ xuống trên một bụi cỏ ống váy bồng bềnh ngân cơ nhìn chằm chằm người trên núi ô thường ở trên núi nhìn nàng chăm chú hai bên nhìn nhau một lúc bóng người ô thường lóe lên nhảy xuống bãi cỏ hai bên chỉ cách nhau có một trượt lại tiếp tục trầm mặc nhìn nhau có thể nhìn ra được trên khuôn mặt lạnh lùng từ xưa đến nay của ô thường hiện lên sự phức tạp ngân cơ phá vỡ trầm mặc gọi ô thường giọng nói uyển chuyển êm tai trên người vẫn mang theo khí chất như lúc đầu ô thường thản nhiên nở nụ cười trên mặt gọi a à tỷ ngân cơ nói thoáng cái đã không gặp nhau nhiều năm rồi ô thường cười lên vẫn rất đẹp mắt có thể nói là đẹp trai không ngờ rằng a tỷ còn sống ta thật vui vẻ ngân cơ nói chưa chắc đâu lần trước ta hẹn gặp ngươi vậy mà ngươi không đến ô thường nói ít nhiều vẫn nghi ngờ nếu như tỷ vẫn còn sống vì sao qua nhiều năm như vậy bây giờ mới lộ mặt cộng thêm lúc đó xảy ra chuyện lớn nên không quan tâm đến không thể kịp thời đến gặp a tỷ được mong a tỷ đừng trách ta lần này vừa vặn không có việc gì trong tay nên dù thế nào đi nữa cũng phải đến tìm hiểu đúng sai thế nào không ngờ là thật ngân cơ nói ta có tư cách gì để trách ngươi chứ ô thường nói năm xưa biết a tỷ chết rồi ta đã trở mặt với la thu dựa vào đủ loại dấu hiệu ta nghi ngờ a tỷ bị la thu hạ độc thủ muốn báo thù cho tỷ nhưng thực lực của ta có hạn không thể làm được chuyện đó ngân cơ nói trước đây ngươi lợi dụng ta nhưng sau này vì bảo vệ ta Ngươi và La Thua cùng bảo vệ ta nhiều năm như vậy, đối với riêng ta mà nói, ngươi không còn thiếu ta gì nữa. Không quan hệ gì đến lợi dụng cả, ô thường vươn tay, bàn tay hắn nhấn lên ngực trái. Có lẽ A à Tỷ mãi mãi không hiểu được tấm lòng của ta, một người nam nhân đưa người mình yêu nhất tặng cho người khác. Vết thương này ở trong lòng ta, chưa bao giờ khép lại, luôn đau đớn, ta thường xuyên cầm con dao, đâm mạnh vào vết thương, người làm bị thương mình là chính mình, Tỷ sẽ không hiểu nổi cảm giác đó đâu. Ngân cơ nói, trước kia ngươi không nói mê sảng thế này. Ô thường nói, không phải nói mê sảng, mà là muốn nói cho tỷ biết. Cũng cảm ơn A tỷ, có lẽ theo suy nghĩ của tỷ, là ta đang lợi dụng tỷ. Nhưng ta không còn lựa chọn nào khác, là thù đến tận cửa tìm người, ta lại không có năng lực để bảo vệ tỷ, nếu ta không khuất phục, chẳng những không thể thoát được một kiếp, cũng sẽ liên lụy đến tỷ. Ta cũng nhìn ra được, là thù thật sự thích A tỷ. Cho dù ta không cam lòng, nhưng không thể không thừa nhận, A tỷ đi theo La Thu mới an toàn nhất. Những thứ hắn có thể cho A tỷ, ta đều không thể cho được. A tỷ sẽ không hiểu được tâm tình của ta khi sớm chiều nhìn tỷ và La Thu ở chung đâu. Có lẽ tỷ sẽ cho rằng ta có ý đồ mưu loạn từ lâu, cho là ta luôn lợi dụng tỷ, nhưng nhiều chuyện không giống như người ngoài thấy. Ta chỉ muốn nói cho A tỷ, sau khi mất đi A tỷ, đối mặt với khuất nhục trước cường quyền kia, làm cho ta có quyết tâm kiên định đi về phía trước. Nhưng sau khi mất đi ngươi, ta đã mất đi sợ hãi đơn giản chỉ là chết mà thôi. Là do A Tỷ làm ta trở nên như vậy, ngân cơ vẫn thở ơ, nói mê sảng xong chưa, ô thường hơi lặng yên, đổi giọng, Tỷ còn sống là tốt rồi, A Tỷ, ta không hiểu, năm xưa có chuyện gì xảy ra. Vì sao ngươi lại ẩn núp nhiều năm không lộ diện, ngân cơ nói, năm xưa đúng là ta suýt chút nữa đã chết trên tay La Thu, bị thương rất nặng, mãi cho đến gần đây mới khôi phục lại. Ô thường nhíu mày nói, ta vẫn không hiểu, La Thù có tình nghĩa với A Tỷ không phải là giả, vì sao hắn lại nhẫn tâm ra tay độc ác như vậy chứ? chương 2192, khát vọng một trận chiến. Ngân cơ thong rong trả lời, bởi vì hắn phát hiện ta là tộc trưởng hồ tộc, rõ ràng ô thường hơi giật mình, dáng vẻ của hắn giống như không tin, mỗi chữ mỗi câu đều là hỏi thăm. A Tỷ là tộc trưởng hồ tộc, ngân cơ gật đầu, môi hơi động, phát ra tiếng ô ô, tiếng kêu rất nhẹ, nhưng lại có lực xuyên thấu, giống như đang ngâm sướng. Nhìn chằm chằm nàng Ô Thường, bỗng nhiên quay đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy bốn phía trong đầm lầy đều vang lên tiếng sột soạt, rất nhiều con yêu hồ chui ra, từng con lẳng lặng ngoắt đuôi về phía bên này, số lượng nhiều đến hàng ngàn con, giống như bao vây hai người trên bãi cỏ. Sau khi Ngân Cơ dừng ngâm sướng lại, đám yêu hồ lại chui vào trong đầm lầy, đảo mắt đã biến mất toàn bộ. Giật mình như mơ, Ô Thường từ từ quay đầu, nhìn chăm chú về phía Ngân Cơ, ánh mắt trở nên thâm trầm. "A à, tỷ là hồ yêu." Ngân Cơ gật đầu chấp nhận ô thường nói ta và la thu yêu một con hồ yêu ngân cơ nói ở trong mắt của các ngươi có phải là nhân loại cao đẳng hơn hồ tộc ta ô thường nói sao a tỷ lại có thể là hồ yêu được nếu tỷ là hồ yêu vậy con gái giữa tỷ và la thu là thế nào ngay cả chính ngân cơ cũng không biết giải thích như thế nào cũng không muốn giải thích nàng chỉ hất hai tay áo lên trên người bắt đầu tuôn ra yêu khí yêu khí được dùng thủ đoạn của hồ tộc để áp chế bắt đầu phóng thích ra ngoài hay nói đúng hơn là không áp chế nữa con người của ô thường bỗng nhiên co lại gắt gao nhìn chằm chằm ngân cơ một lúc lâu sau đó bỗng nhiên hỏi a à, tỷ hẹn ta đến đây là để làm gì ngân cơ nói để thương lượng hợp tác ta biết người vẫn muốn trở thành bá chủ thiên hạ ta đồng ý giúp ngươi một tay giúp ngươi diệt trừ vài thánh khác nhưng điều kiện là nhân loại và tu sĩ phải rời khỏi hồ thiên cảnh hồ tiên cảnh vốn dĩ là lãnh địa của hồ tộc các ngươi nên trả lại cho chúng ta năm xưa ta đi đến nhân gian cũng là vì muốn tìm đối tượng hợp tác ô thường nói ngươi lấy cái gì để giúp ta chỉ bằng những con hồ yêu trốn trốn tránh tránh này sao ngân cơ nói ta sẽ cho ngươi thấy được thực lực của hồ tộc ta ánh mắt ô thường hơi né tránh bỗng nhiên quả quyết nói được ta đồng ý với ngươi nhưng ta có điều kiện ngân cơ nói trở thành bá chủ thiên hạ mà vẫn không vừa lòng sao ô thường nói cho hồ tộc các ngươi hồ tiên cảnh thiên hạ đã mất đi một góc làm gì được xem là bá chủ thiên hạ ngân cơ nói điều kiện gì ô thường nói à tỷ ngươi phải làm nữ nhân của ta ngân cơ nghẹn họng hơi tức giận nói ngươi đã biết ta là hồ yêu còn nói những lời ngung cuồng đó làm gì ô thường bá khí nói có phải hồ yêu hay không cũng không quan trọng quan trọng nhất là đồ mà ta mất đi chắc chắn phải lấy về ngân cơ bị chọc giận nói ô thường ta không phải đồ vật gì đó từ xưa đến nay cũng không phải là đồ vật của ngươi ô thường nói có thể cho hồ tộc các ngươi hồ tiên cảnh này nhưng vương của hồ tộc chắc chắn phải làm nữ nhân của ta, nếu không thì sao nói đến chuyện bá chủ thiên hạ được. Ngân cơ nói, ô thường, người cuồng vọng quá rồi đấy. Cuồng vọng, ô thường hỏi ngược một câu, sau đó hở hững nói. Ta đã hiểu vì sao nguyên sắc lại phải bắt con gái La Thu, nguyên sắc quay về thánh cảnh một lần, sau đó bắt con gái La Thu. Trước đó, người đã gặp nguyên sắc, nguyên sắc biết thân phận của ngươi, vì vậy hắn muốn bắt con gái của ngươi. Ngươi muốn làm gì, ngân cơ nói, Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì." Bỗng nhiên Ô Thường Mãnh Liệt ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm về phía trên không, gầm thét lên một tiếng như đạn nổ. Người nào lén lén lút lút, trên không trung bay đến một đám mây mù, không nhìn ra bên trong có cái gì, nhưng sau khi mây bay đến gần chỗ này, vậy mà dần dần hạ xuống, không hề bị gió thổi tan, làm cho hắn cảnh giác lên. Phản ứng đầu tiên khi hắn phát hiện ra chính là ngân cơ làm bẫy dập gì đó để hại hắn. "Ha ha, tình nhân cố gặp nhau." lại còn có tâm trạng chú ý đến lão thái bà này tiếng cười già nua vang lên từ trong đám mây mù kia mà đám mây kia cũng bắt đầu cuồn cuộn bị gió thổi đi lộ ra bóng người đứng phía trong người đó chính là tuyết bà bà vẫn cười tươi đứng ở trên cao nhìn xuống ta còn muốn xem xem tiểu ma đầu này lén lén lút lút quay về thánh cảnh làm gì không ngờ lại thấy được cảnh thú vị ngân cơ không ngờ ngươi vẫn còn sống ô thường nhanh chóng quan sát phản ứng của hai người ý thức được có lẽ hắn đã hiểu nhầm đây không phải là bẫy gì hết ngân cơ nhìn chằm chằm trên không trong miệng nói nhỏ sử dụng vô biên ma vực của ngươi vây khốn bà ta ta sẽ giúp ngươi diệt trừ lão yêu bà trong lòng ô thường nghi ngờ không thôi nói nhỏ trở về vô biên ma vực không vây được bà ta cho dù vây khốn được với thực lực của tuyết bà bà ta muốn điều khiển ma vực cũng không thể đánh một trận với bà ta được có lẽ tỷ cũng biết điều này có lẽ cũng biết rõ Nam xưa hắn liên thủ với La Thu bảo vệ Ngân Cơ nhờ vào vô biên ma vực này để đánh với những người khác. Nhưng đến lúc đánh với Tuyết bà bà thì sẽ có chút xấu hổ. Ngân Cơ nói: Không phải ngươi hỏi hồ tộc ta lấy cái gì để giúp ngươi sao? Sau đó lớn tiếng nói với người trên không: Lão yêu bà, chỗ này của ta không chào đón ngươi. Ánh mắt ô thường hơi lóe, bỗng nhiên hành động. Yêu bà, Tuyết bà bà cười ha ha, nói: Vừa rồi cách nơi này hơi xa, không biết ai triệu hồi một đám hồ yêu nhảy nhảy, nhảy nhót nhót ra mà hình như Ô Thường không có bản lãnh này nhỉ. Ngân Cơ, yêu khí trên người ngươi là sao đây? Xem ra lần này ta đến đây là đúng rồi, rõ ràng đang trào phúng lại, ngươi là yêu, còn không biết xấu hổ gọi bà ta là lão yêu bà. Ngay lúc này, thân hình của Ô Thường bỗng lóe lên, phóng lên tận trời, bay thẳng về phía Tuyết bà bà. Tuyết bà bà hú lên một tiếng quái dị, nói: "Sao, còn muốn giết ta để diệt khẩu sao?" Thanh trượng trong tay đánh ra như lôi đình, đánh về phía Ô Thường ngay khi hai bên va chạm vào nhau ngay trong nháy mắt trượng lôi đình đánh trúng ô thường bỗng nhiên ô thường hóa thành khói đen trốn đi khói đen nổ tung nuốt chửng lấy tuyết bà 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 ta rất có kinh nghiệm khi đánh nhau với ô thường vừa thấy là đã biết có chuyện gì xảy ra nhanh chóng lùi về phía sau nhưng không kịp lui đến khu vực sáng mặc kệ bà ta có bay về phía sau nhanh thế nào từ đầu đến cuối vẫn không thoát khỏi làn khói đen vô tận tuyết bà bà cảm thấy dù lùi nữa cũng vô ích nên dừng lại cầm trượng cảnh giác bốn phía một dòng máu đỏ tươi nở rộ ra ánh sáng trong khói đen tuyết bà bà nhanh chóng quay đầu lại nhìn chỉ thấy dòng máu kia nở rộ ra tạo nên bóng người ô thường nguy nga khổng lồ như thiên thần trôi nổi trong làn khói thân hình hắn cao lớn đến cả trăm trượng tóc dài tung bay phía sau còn có ánh sáng đỏ tươi của máu phụ trợ bóng người kia chắp tay trước ngực thì thào vào ma vực ta vào ma vực ta tiếng gọi rùng rợn kéo dài liên miên làm cho người ta thoáng cái đã ngộ nhập vào thần ma vực quỷ dị mà rộng lớn Tuyết bà bà đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy thuật pháp này, không hề sợ, ngược lại bà ta ngửa mặt lên trời cười ha ha nói: Ô thường, chút tài mọn này của ngươi hù dọa được người khác, nhưng không đủ để khoe khoang trước mặt lão thân đâu. A, à, ta hiểu rồi, ngươi đang muốn kéo dài thời gian cho tình nhân cũ chạy trốn sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết nàng ta vội. Ngươi lại rất muốn nói chuyện với nàng ta, chết đi rồi mà vẫn còn sống là có ý gì? Thân hình to mọng như ma thần kia của ô thường không hề đáp lại ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống, giống như đang nhìn một con kiến hôi. Khói đen lan tỏa bốn phía, như những ngọn dây leo, lại giống như rắn độc quấn quanh trường đi, quấn về phía tay chân của tuyết bà bà. chương 2193, lật tay thành mây một. Tuyết bà bà vung trượng lên, pháp lực cường hãn làm cho sương mù tán loạn, nhưng lại vòng đi vòng lại, trở thành vô tận. bỗng nhiên bà ta có chút tức giận. Rượu mời không uống lại chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì bà cũng không khách khí nữa, tuyết bà bà vung trượng trong tay lên, pháp lực bàng bạc tràn ngập khắp người gần trượng hình như có ánh sáng màu lam bay ra trong giây lát bốn phía bỗng nhiên thay đổi vô số hơi nước bay về phía bà ta ngân cơ đứng trên bãi cỏ ngẩng đầu nhìn đám mây cuồn cuộn kia biến hóa bỗng nhiên hơi nước từ bốn phía bốc lên bắt đầu hội tụ về phía mây đen lúc này nàng mới dẫm chân lên bãi cỏ cạch bãi cỏ chấn động như một cục đá rơi vào trong nước lấy bãi cỏ làm trung tâm tầng tầng gợn sóng gột rửa bốn phía phát ra tín hiệu ầm um, một bóng người từ đầm lầy bên dưới sông ra, rơi vào bên người ngân cơ, chính là côn lâm thụ, nhưng trên mặt hắn lại bôi lên đủ mọi màu sắc, để cho người ta không thấy rõ mặt. Côn lâm thụ ngẩng đầu nhìn chằm chằm mây đen quay cuồng trên không. Ngân cơ nhìn về phía hắn, hỏi, sợ không, côn lâm thụ không trả lời, nhưng trong mắt hắn rõ ràng hiện lên sự hưng phấn, nói đúng hơn là khát vọng, khát vọng chiến một trận. Ngân cơ xem hiểu, nói tiếp, đi thôi, bạch, côn lâm thụ phóng lên tận trời, vọt thẳng vào mây đen đang quay cuồng trên không trung. Gương mặt Ô Thường khống chế Vô Biên Ma vực dần dần căng thẳng, biết Tuyết bà bà lại chơi trò kia. Bên trong Vô Biên Ma vực của hắn là một loại trận pháp, người nào rơi vào trong đó thì giống như ngã vào vô biên bắt ngát, không trốn thoát được. Nhưng dù sao khu vực hắn thi triển ra Vô Biên Ma vực cũng có phạm vi nhất định, Tuyết bà bà lại có khả năng thi pháp tụ tập hơi nước trong không khí, rót cho Vô Biên Ma vực của hắn nổ tung ngay loại phương pháp phá bỏ vô biên ma vực này có thể xem là đơn giản thô bạo nhưng cực kỳ có hiệu quả đây cũng là lý do vì sao ô thường rất muốn cũng không thể ra tay giết viết bà bà được mắt của ô thường đang ổn định ma vực bỗng nhiên sáng lên hắn phát hiện có người đi vào ma vực người đi vào bay đến gần hắn côn lâm thụ vừa bước vào ma vực cũng liếc nhìn bóng người ô thường cao lớn nguy nga giống như ma thần kia trong lòng nhịn không được âm thầm kinh hãi hắn chưa bao giờ thấy được cảnh tượng thế này may là trước đó được ngân cơ nhắc nhở biết đây chỉ là huyến tượng trong vô biên ma vực cũng biết ô thường không phải là mục tiêu bây giờ của hắn những việc nên nhắc nhở trước đó ngân cơ đã nhắc nhở hết có về ô thường có về tuyết bà bà còn có những loại thuật pháp vô biên ma vực của ô thường lúc này hắn quay đầu nhìn bốn phía tìm kiếm bóng người của tuyết bà bà nhưng lại không biết tuyết bà bà đang ở chỗ nào lúc này tuyết bà bà cũng không nhìn thấy hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy được ô thường pháp tướng mà ô thường lại có thể không nhận vô biên ma vực ảnh hưởng có thể thấy rõ trong vô biên ma vực tất cả mọi người, thậm chí là bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không thể đào thoát hắn phát giác. Ô thường pháp tướng phất tay quét qua, côn lâm thụ và tuyết bà bà gần như đồng thời quay đầu, thấy được mây đen cuồn cuộn phía sau lưng đối phương. Kẻ nào giả thần giả quỷ, tuyết bà bà quát trói tai một tiếng, đột nhiên toát ra một tu sĩ nguyên anh kỳ, hình như không phải là một vài cửu thánh, làm cho người ở trên cao như bà ta có cảm giác không thích hợp. Nhìn thấy trạng thái thi pháp của tuyết bà bà, Côn Lâm Thụ từng được Ngân Cơ nhắc nhở lập tức biết đối phương đang thi pháp phá giải vô biên ma vực. Ngân Cơ cũng liên tục thông báo, nếu như để Tuyết bà bà thoát thân khỏi vô biên ma vực, nhảy vào trong thủy vực minh mông của đầm lầy, sợ rằng trong thiên hạ này không có ai có thể ngăn cản bà ta lại được. Côn Lâm Thụ không trả lời, hai tay liên tục kết chỉ quyết thi pháp, ông một ánh lửa bạo liệt từ trong cơ thể hắn bùng nổ ra. Cả người hắn bị lửa nóng bao phủ trong nháy mắt, giống hệt như hỏa thần. Ánh lửa nổ tung bộc phát ra một luồng ánh sáng mở nhạt ảnh, gột rửa về phía bốn phương tám hướng, quét ngang hơi nước tràn ngập khắp nơi. Nhiệt độ trong toàn bộ ma vực bỗng nhiên tăng cao, ô thường nhanh chóng ngưng mắt chăm chú nhìn, cuối cùng cũng hiểu được lời nói của ngân cơ, nên kia có một người có pháp thuật tương khác với tuyết bà bà. Bây giờ hắn cũng muốn biết người kia là ai, ngân cơ tìm được từ chỗ nào, nên quan sát hắn. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ tu luyện công pháp hỏa tính sao? Sắc mặt của tuyết bà bà thay đổi hẳn, Ngân Cơ đứng trên bãi cỏ nhìn quanh bốn phía, nàng cảm thấy nhiệt độ xung quanh đang dâng lên cao, hỏa tính nguyên tố đang ngưng tụ lại từ trong cõi u minh. Nàng đã không nhìn thấy làn khói đen trên không trung nữa, giữa trời đất có sương trắng mở mịt, có thể cảm nhận được hai loại thuật pháp đang đối kháng trong trời đất. Hiển nhiên, Côn Lâm Thụ đang giao thủ với Tuyết Bà Bà. Điều làm nàng ngạc nhiên chính là, tu vi của Côn Lâm Thụ không cao như Tuyết Bà Bà, nhưng nàng cảm giác được pháp lực của hai bên ngang bằng với nhau. Nguyên nhân chân chính thế nào? sợ rằng chỉ có tuyết bà bà ở trong vô biên ma vực mới biết được. Mặc dù tuyết bà bà có năng lực khống chế nước, nhưng không phải là thủy tính thuần túy trong ngũ hành, còn đối phương có công pháp hỏa tính thuần túy. Thật ra không chỉ bà ta, ngay cả vân cơ cũng vậy, mặc dù vân cơ có thể độn thổ, nhưng công pháp của nàng không thuộc vào trong ngũ hành. Tuyết bà bà có thể cảm nhận được tu vi của đối phương không cao bằng mình, nhưng năng lực khống chế nguyên tố lại không thấp hơn bà ta, có thể phát huy uy lực của nguyên tố hỏa tính một cách nhuần nhuyễn đối phương thi pháp với mục đích rất rõ ràng, cũng có hiệu quả, dùng lửa phá pháp thuật của bà, ngăn cản tuyết bà bà tụ tập hơi nước lại. Nói cách khác, đối phương muốn ngăn tuyết bà bà phá vỏ vô biên ma vực, muốn vây chết bà ở trong này. Thuộc tính băng tuyết đối mặt với thuộc tính hỏa, nó không phải là tương khắc với nhau, mà là bị áp chế. Tuyết bà bà gần như cảm giác được đây là một cái bẫy, trong lòng nhịn không được dâng lên sự sợ hãi, không hề có cảm giác ung dung như lúc trước nữa, bà ta vung pháp trượng lên, băng tinh dày đặc được ngưng tụ, vô số băng chùy bắn thẳng về phía côn lâm thụ. Bỗng nhiên côn lâm thụ đánh ra hai trường, hỏa diễm mãnh liệt như bom nổ đánh đến, giống hệt như một con hỏa long nóng cháy. Vô số băng chùy bắn vào hỏa long tạo thành ánh hào quang mê ly, liên tục đâm thẳng vào trong hỏa thế, tốc độ dần dần giảm lại, cuối cùng bị hòa tan. Càng đến gần côn lâm thụ, nhiệt độ lửa càng cao. Băng chùy bay đến chỗ côn lâm thụ, sóng kích còn chưa đến nơi đã bị sấy khô, biến mất trong hư không hỏa long được côn lâm thụ đánh ra gào thét đi, mang theo một trận gió lớn bay đến chỗ tuyết bà bà. Tuyết bà bà vung trượng, một khối huyền băng xanh minh mang bắn ra, giống như một khối băng to lớn, ngăn trở trước đường đi của hỏa long. Huyền băng bị hỏa long nhiệt độ cao đánh vào, nó bị hòa tan bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Tuyết bà bà dùng sức đẩy pháp trượng trong tay lần nữa, màu lam lấp lóe trên pháp trượng, huyền băng trở nên dày hơn, chống cự hỏa long đang đánh đến. Côn lâm thụ lần nữa tăng cường pháp lực khống chế hỏa long, hai tay dùng sức đẩy ra. Lúc này hỏa long mở cái miệng lửa thật lớn, nuốt thẳng hàn băng lẫn tuyết bà bà vào trong bụng. Quanh người tuyết bà bà hiện lên ánh lam, giống như một vòng tròn huyền băng bảo vệ xung quanh cơ thể, ngăn cản hỏa diễm thôn phệ, cả người đứng trong hỏa cầu thi pháp dung luyện đối kháng. Côn lâm thụ đang đẩy hỏa long bỗng nhiên vỗ hai tay, liên tục kết kiếm quyết, hỏa long to lớn ngưng tụ ra hỏa kiếm không đếm hết. Kiếm quyết chỉ lên, hỏa kiếm như mũi tên bắn ra, lít nha lít nhít đánh về huyền băng hộ thể quanh người tuyết bà bà. Chương 2194, lật tay thành mây hai. Mặc dù tu vi của Tuyết bà bà cao thâm, nhưng dưới sự công kích của Hỏa kiếm, Huyền băng hộ thể đã có dấu hiệu bị công phá, mà những Hỏa kiếm đâm vào Huyền băng đều bị sụp đổ. Chiến ý trong mắt Côn Lâm thụ sôi trào, hai tay liên tục thi pháp, Hỏa kiếm sụp đổ lần nữa hóa thành Hỏa Long, vạch ra một vòng tròn lớn ở hai bên, phóng đến gần Côn Lâm thụ, lại hóa thành một vòng Hỏa kiếm bắn ra. Vô số Hỏa kiếm bị hỏng mất đều hóa thành Hỏa Long quay về lại tiếp tục hóa thành hỏa kiếm bắn ra vòng đi vòng lại liên miên không dứt giống như muốn đục thủng cả trời tiếng va chạm vang lên liên tục giống như tụng kinh ngay bên tai uy thế kinh người ô thường thờ ơ lạnh nhạt nhìn đây là lần đầu tiên hắn thấy được cách đánh nhau lộng lẫy đến vậy không biết người này từ chỗ nào xuất hiện trên bãi cỏ ngân cơ ngửa mặt lên trời nhìn phát hiện xương trắng đã tiêu tan chỉ còn lại mây đen cuồn cuộn trong mây đen không ngừng có tiếng ầm ầm vang lên giống như sấm sét nổ vang dội như lôi điện lóe lên đan sen giữa ánh sáng màu lam và ánh sáng màu hồng, có thể cảm giác được màu hồng đã lân át cả màu lam. Không biết từ lúc nào, Hắc Vân và các trưởng lão hồ tộc đã xuất hiện, cũng bị tiếng nổ liên tiếp kịch liệt trên không trung làm kinh động. Mọi người ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vùng không trung không nhìn rõ bóng người kia. Hắc Vân kinh ngạc hỏi một tiếng, lão tộc trưởng, côn lâm thụ giao thủ với lão yêu bà sao? Ngân cơ nhìn trái nhìn phải, nói, sao các người lại ra đây, mau trốn đi. Bàng có lòng tốt nhắc nhở, những người có thực lực đó đánh nhau, nếu như đánh xuống, những tộc nhân này muốn chạy trốn cũng khó. Đám người Hắc Vân nhìn nhau, nhao nhao trốn vào trong đầm lầy. Ô thường đang thờ ơ lạnh nhạt dần dần nhướng lông mày lên, hắn phát hiện tuyết bà bà gặp phải khắc tinh rồi, hoàn toàn không có khí thế đánh nhau như bình thường, pháp lực quanh người giảm hẳn, chỉ có thể vội vàng chống đỡ, không thể phát huy được thực lực chân chính. Nhưng ngay lúc này, cuối cùng tuyết bà bà cũng ra tay lần nữa. Trước đó không biết rõ sâu cạn, không dám vì tiện ra tay cũng là vì gặp được khắc tinh công pháp hỏa tính tâm lý bị yếu thế thậm chí hơi sợ hãi đợi đến lúc biết rõ thực lực của côn lâm thụ bà ta không kiêng rẻ nữa dùng huyền bằng điên cuồng lao lên đón một đám hỏa kiếm điên cuồng bay đến như một viên bảo thạch màu lam một đường chống lại ánh lửa nhanh chóng đến gần côn lâm thụ mà côn lâm thụ hơi kinh hãi cuối cùng cũng hiểu được thực lực tranh lệch giữa mình và tuyết bà bà lớn bao nhiêu hắn vừa khống chế hỏa kiếm đánh lên vừa nhanh chóng lùi về sau thật ra hắn có cách khác để tránh né, hỏa mị độn ảnh, thuật trong thiên hỏa vô cực thuật có thể dùng được một lúc, đủ để cho hắn đánh chính diện với tuyết bà bà, mà tuyết bà bà chưa chắc đã phá được độn ảnh thuật của hắn. Nhưng ngân cơ đã liên tục dặn dò, nếu không đến lúc bất đắc dĩ nhất, tuyệt đối không được bại lộ thuật pháp thiên hỏa giáo, nếu không sẽ tạo phiền phức cực lớn cho nghiêu hữu đạo, ngoại trừ có thể diệt trừ luôn cả tuyết bà bà và ô thường, nếu không thì không được vì tiện lộ ra. Vì đó, hắn đành phải vừa đánh vừa lui, ánh mắt của ô thường hơi lóe cũng nhìn ra thực lực của Côn Lâm Thụ hoàn toàn không thể liều mạng với Tuyết Bà Bà được, chỉ có thể cắt ngang Tuyết Bà Bà thi pháp, nếu không thì hắn cũng chẳng thể cầm tù nổi Tuyết Bà Bà rồi. Đấu với nhau nhiều năm như vậy, bây giờ chính là cơ hội tốt đẹp để giết chết lão yêu bà này, sao có thể bỏ lỡ được, pháp tướng to lớn chợt lóe rồi biến mất. Ngay khi Tuyết Bà Bà đến gần Côn Lâm Thụ, người đen nghiêng ra, một bóng đen đánh ra một trường ảnh diệt sinh đánh đến. Cạch, giống như tiếng trời rung đất lửa. Huyền băng hộ thể trên người Tuyết bà bà bị phá vỡ trong nháy mắt. Bóng người Ô Thường lóe lên phía sau trường ảnh, một trường đánh vỡ Huyền băng, hỏa kiếm nương theo lực gào thét bay đến, xuyên qua Huyền băng vỡ vụn đánh về phía trước. Ô Thường, Tuyết bà bà gào thét một tiếng bi phẫn, tức giận vì Ô Thường đánh lén. Đây cũng là chuyện mà Ô Thường làm qua rất nhiều lần, chỉ cần có cơ hội, Ô Thường sẽ bất ngờ ra tay với bà. Không còn cách nào khác, lúc này Ô Thường cũng chỉ ngẫu nhiên đi đánh lén một chút hắn còn phải khống chế không để cho ma vực sụp đổ không có cách nào đứng ra quyết đấu với tuyết bà bà được bi phẫn thì bi phẫn vẫn phải đối mặt với hiện thực lửa xém lông mày bây giờ không phải lúc tức giận tuyết bà bà lập tức hóa thành một luồng ánh sáng màu lam bắn ra khó khăn lắm mới né tránh được hỏa diễm bay đến trốn vào trong mây đen côn lâm thụ lập tức kết kiếm quyết kèm theo hỏa kiếm đuổi theo nhưng không thấy được bóng người của tuyết bà bà nữa nhưng bây giờ đang ở trong thế giới của ô thường tuyết bà bà có thể trốn đâu được chứ ở trong thế giới này, mặc kệ bà ta trốn ở chỗ nào, vẫn không có chỗ che thân trong mắt ô thường. Bà ta đang thi pháp phá ma vực, mau ngăn bà ta lại. Côn lâm thủ mạnh mẽ quay đầu lại, cảm giác giọng nói của ô thường ở ngay sau lưng hắn, nhưng lại không thấy được bóng người nào. Hắn cũng cảm thấy, tuyết bà bà lại bắt đầu thi pháp tụ tập hơi nước trong trời đất, muốn rót đến nổ cả vô biên ma vực này. Không nói thêm lời nào, côn lâm thủ cũng thi pháp lần nữa, hắn tiếp tục ngăn cản tuyết bà bà. Hắn vừa ra tay, tuyết bà bà lập tức cảm nhận được bà ta đang lơ lửng thì quay đầu nhìn bốn phía cũng ý thức được nếu hôm nay không giết được kẻ không biết xuất hiện từ chỗ nào này thì bà ta đừng mơ đến việc phá bỏ vô biên ma vực này quan trọng nhất là ô thường đang ở trong thế giới ô thường thao túng thế giới này một cách toàn diện ô thường lúc nào cũng có thể giúp người kia ẩn độn có sự giúp đỡ của hắn bà không có khả năng diệt trừ được người kia sự sợ hãi sinh sôi nảy nở trong lòng đã nhiều năm trôi qua bà không cảm nhận được cảm giác này rồi ánh lửa sau lưng bỗng nhiên chiếu sáng tuyết bà bà mãnh liệt quay đầu chỉ thấy hỏa kiếm phóng đến như mưa bà ta lập tức lắc mình chạy trốn vào mây đen quay cuồng ô thường cảm giác được mọi thứ trong ma vực phất tay một cái tuyết bà bà không còn chỗ ẩn nấp nữa bại lộ ra trước mặt côn lâm thụ chính là chỗ này ô thường lật tay tạo thành mây côn lâm thụ lần nữa dùng vô số hỏa kiếm truy sát đến tuyết bà bà lại lách mình chạy trốn ô thường chắp tay hành lễ vô số dây xúc tu từ trong mây đen quay cuồng bay ra cản trở, quấn quanh, giảm bớt tốc độ phi hành của Tuyết bà bà, còn tạo ra cơ hội cho Côn Lâm thụ truy sát người. Dưới sự dây dưa như vậy, Tuyết bà bà không ngừng đánh nổ xúc tu xung quanh, tốc độ phi hành cũng dần chậm lại, làm cho bản thân không thể thoát khỏi sự truy sát của Côn Lâm thụ được. Hỏa kiếm như vô số con châu chấu bay đến, trên người Tuyết bà bà lóe lên ánh sáng màu lam, tiếp tục dùng huyền băng để hộ thể, chống cự mưa kiếm cuồng bạo đánh đến, đồng thời còn phải cảnh giác không cho Ô Thường đánh lén nhưng liệt diễm có lực ăn mòn to lớn với huyền băng, mà huyền băng lại được lấy ra từ bản thể của bà, nếu như tiếp tục kéo dài, tuyết bà bà cũng không chịu nổi. Nhưng liệt diễm đối với huyền băng ăn mòn tiêu hao là to lớn, mà huyền băng này lại là xuất từ nàng bản thể, một mực dạng này rông dài, nàng căn bản không chịu đựng nổi. Dưới sự bất đắc dĩ, bà ta thi pháp hô lớn. Ô thường, chúng ta dừng tay nói chuyện đi, người có điều kiện gì thì cứ việc nói. Nhưng ô thường không quan tâm, với hắn mà nói, có điều kiện gì bằng được việc xử lý được lão yêu bà này chứ? Hắn không lên tiếng, côn lâm thụ lại đang điên cuồng không ngừng công kích. Dùng huyền băng làm cương khí hộ thể tiêu hao quá lớn, cần vận chuyển không ngừng, chống lại không được lâu, tuyết bà bà lần nữa hô to. chương 2195, lão yêu bà, ta tiến ngươi. Ô thường, có người sau lưng cố ý làm loạn, chính là đang nhắm vào việc năm bên liên thủ với nhau đối ngoại. Nếu bây giờ giết ta, sẽ ít hơn một thế lực, sẽ tiện nghi cho kẻ quấy phá. Ô thường vẫn không lên tiếng, vô biên ma vực là tiền vốn lớn nhất để hắn bảo mệnh, năm xưa lúc vừa quật khởi, vài thánh không muốn cho hắn tồn tại, hắn đã nhờ chiêu này để giữ mạng nhiều lần, đầu tiên là ẩn núp trong ma vực, đợi đến lúc ma vực bị phá, hắn đã không còn đó nữa. Mà lão yêu bà này là người có thể phá được vô biên ma vực của hắn, được hắn xem là kẻ địch lớn nhất, hắn từng dùng mọi cách để cho xuyên dính tiếp cận tuyết lạc nhi, sao chỉ vì mỗi nghiêu hữu đạo được chứ từ lúc đầu hắn đã tiến hành bồi dưỡng xuyên dĩnh rồi, lúc đó còn không biết nghiêu hữu đạo còn ở đâu. Việc đến nước này, nếu hôm nay còn buông tha cho bà ta, chỉ sợ rằng sau này sẽ không có cơ hội giết chết lão yêu bà này nữa. Cơ hội trời cho, nợ mới hận cũ, sao có thể bỏ qua được. Không được ô thường trả lời, tuyết bà bà cố chống đỡ trong tiếng nổ kịch liệt, mặt khác còn chiêu hàng côn lâm thụ. Bằng hữu ta hiểu rất rõ tên ô thường kia, nếu ngươi giết ta, hắn sẽ không tha cho ngươi đâu, nếu sau đó ngươi không được ta giúp, sợ rằng sẽ không thoát thân được. Muốn châm ngòi ly gián, côn lâm thủ kết kiếm quyết trên tay không quan tâm đến bà ta, hai con hỏa long liên tục bay đến, vòng đi vòng lại tạo thành mưa kiếm, liên tục đánh lên huyền băng hộ thể của tuyết bà bà, tiếng nổ hùng vĩ, hình ảnh xinh đẹp đến chói mắt. Gọi hàng vô dụng, châm ngòi ly gián cũng không có hiệu quả, nếu cứ để cho huyền băng tiếp tục tiêu hao cũng không phải là biện pháp, tuyết bà bà không quan tâm gì nữa, Dùng Huyền Băng chắn mưa kiếm hỏa, lần nữa xông về phía Côn Lâm Thụ. Bà ta điên cuồng phóng đi, lần này là liều mạng không quan tâm gì khác, không liều không được, rõ ràng Ô Thường muốn mài chết bà ta ở chỗ này. Nếu là bình thường, vô biên ma vực này không thể làm được gì bà, dù phá hay không phá vô biên ma vực, bà cũng có thể đánh cho Ô Thường bị thương được, mà Ô Thường khống chế vô biên ma vực này cũng tiêu hao không ít pháp lực, không thể kéo dài được. Nhưng hôm nay thì khác người vừa đến có thuộc tính công pháp khắc chế với thuộc tính băng xương của bà làm cho uy lực của thuộc tính băng xương giảm mạnh người này phối hợp cùng với ô thường ngược lại làm cho bà ăn không tiêu được mắt thấy tuyết bà bà liều mạng vọt đến uy lực càng hơn trước đó côn lâm thụ dùng toàn lực đẩy hỏa long ra để chống cự hắn có thể cảm nhận được lực lượng trùng kích cường đại đến từ đối phương tu vi giữa hai người tranh lệch quá xa hắn không thể áp chế nổi nhưng đúng lúc này ô thường không khoanh tay đứng nhìn hắn không thể để cho tuyết bà bà diệt trừ nhược điểm của mình ngay trong nghịch cảnh được. Từng đợt mây đen bốc lên, lại có một trường ảnh bay đến. Oanh, huyền băng hộ thể bị sụp đổ, nhưng điều này vẫn nằm trong dự đoán của tuyết bà bà, bà ta đánh ra một trường ầm ầm, dùng hàn băng ngăn cản hỏa long đánh đến, tay kia thì đánh ra một trường ảnh khác có khí thế như lôi đình. Cạch, ô thường và tuyết bà bà liều mạng đánh ra một chiêu, ô thường bị đẩy lui trong nháy mắt, phổ biên ma vực cũng kịch liệt chấn động, suýt chút nữa sụp đổ. Nhân cơ hội này, trên người tuyết bà bà hiện lên ánh sáng màu lam, tạo thêm một lớp huyền băng hộ thể, điên cuồng phóng đến chỗ côn lâm thụ. Hai tay ô thường xoay chuyển, giống như bắt vật trong hư không, luồng khói đen bay ra trong khoảng khắc như kéo một tấm màn đen, ngăn tuyết bà bà và côn lâm thụ lại. Tuyết bà bà nhìn quanh bốn phía qua ánh lửa, xung quanh là một vùng tăm tối, đâu còn thấy được bóng người của côn lâm thụ nữa. Mà côn lâm thụ cũng cảnh giác rất cao, rõ ràng tuyết bà bà đang giết đến thì bỗng nhiên biến mất. Lão yêu này rất xảo hoạt, đừng tiếp tục đối mặt với bà ta nếu không thì sẽ xuất hiện nguy hiểm khó đoán được người âm thầm đánh lén là được ta thi pháp yểm hộ ngươi bà ta đang hao tổn băng nguyên trên người rất nhanh người dùng lửa luyện hóa là được vừa vặn khắc chế chỉ cần giữ vững cường độ công kích bà ta không kiên trì được lâu nữa đâu tiếng nhắc nhở của ô thường như vang lên ngay sau lưng côn lâm thụ lần nữa quay đầu vẫn không thấy bóng người chỉ thấy khói đen đang quay cuồng côn lâm thụ đành phải trả lời một tiếng được nhìn phía trước giọng nói của ô thường vang lên lần nữa. Côn lâm thụ nhìn về phía trước, chỉ thấy khói đen phía trước trở nên nhạt hơn, đó là một lỗ thủng ô thường mở cho hắn, có thể thấy tuyết bà bà đang tìm kiếm khắp nơi. Chỉ nhìn cái này, côn lâm thụ đã đại khái đoán ra được mánh khóe của vô biên ma vực, tuyết bà bà giống như trốn rất nhanh, nhưng trên thực tế vẫn vòng quanh ngay một khu vực, đó là lý do vì sao lúc hắn muốn ra ngoài thì cảm thấy được vô biên vô tận, thật ra phạm vi bao phủ của vô biên ma vực không lớn lắm. Sao lại chưa ra tay, giọng nói thúc giục của ô thường vang lên lần nữa. Lúc này côn lâm thụ mới thi pháp, tay kết kiếm quyết. Tuyết bà bà đang tìm kiếm người bỗng nhiên thấy ánh lửa lập lè bốn phía, kiếm hỏa nhiều đến mức không đếm hết được đang đánh đến từ bốn phương tám hướng. Ánh sáng màu lam trên người lóe lên, huyền băng hộ thể hình cầu lại đóng lại, chống lại hỏa kiếm từ khắp nơi đánh đến, tiếng nổ lớn kịch liệt không ngừng vang lên. Tuyết bà bà vừa thi pháp vừa nhìn quanh bốn phía, không nhìn thấy bóng người côn lâm thụ, chỉ thấy hỏa kiếm từ bốn phương tám hương trong khói đen phóng đến, sau khi sụp đổ lại ngưng tụ thành lửa đỏ bay đi, chui vào trong khói đen, sau đó tiếp tục hóa thành kiếm hỏa liên tục đánh đến. Ô thường, tuyết bà bà bi phẫn gầm thét, ngay cả người công kích người đều không thấy được, bà ta nhìn thấy tình hình này thì lập tức biết đây là do ô thường làm, chắc chắn là ô thường đưa ra đề nghị phối hợp. Nhìn thấy như vậy, chắc chắn hôm nay ô thường muốn đẩy bà ta vào chỗ chết, sao bà ta không bi phẫn được chứ? người khống chế hỏa kiếm có tu vi tranh lệch quá lớn với tuyết bà bà cho dù hỏa kiếm có đánh liên tiếp không ngừng bà ta cũng có thể gánh vác được nhưng trong hỏa kiếm luyện ngục này bà ta lại dùng băng nguyên bản thể để chống đỡ như vậy thì có thể trụ được bao lâu không chịu được hao tổn thời gian quá lâu bà ta sẽ trở nên vô cùng suy yếu đúng vậy không chịu nổi hao tổn bản thể của bà ta bị lửa khắc trời sinh nếu như bị hỏa diễm làm bị thương sẽ tổn thương linh thể cực kỳ lớn sao tuyết bà bà lại ngồi chờ chết được chứ Bây giờ bà ta dùng huyền băng đột kích bốn chỗ, đánh đến khói đen bốn phía xung quanh, ý đồ tìm ra kẻ đang đánh lén. Nhưng đây là thế giới của ô thường, có ô thường giúp đỡ, tuyết bà bà không tìm ra nổi côn lâm thụ được, mặc kệ bà ta công kích đến vị trí nào, trong khói đen đều có hỏa kiếm bắn ra để công kích. Công kích kéo dài, liên miên không dứt, hỏa kiếm luyện ngục không ngừng luyện hóa, băng nguyên trên cơ thể tuyết bà bà nhanh chóng tiêu hao. Muốn tìm đối thủ liều mạng, nhưng ngay cả người cũng không thấy được, trên tấm mặt mo của tuyết bà bà đã tràn đầy tuyệt vọng đừng mong chờ loại người như ô thường có chút tấm lòng từ bi bà ta hối hận không nên đến đây lúc này tuyết bà bà mới ý thức được chuyện xuyên dĩnh bại lộ rất có thể đây là một cái bẫy để ô thường chu sát bà cuối cùng tuyết bà bà gánh không nổi nữa từ bỏ huyền băng hộ thể bỗng nhiên hóa thành ánh sáng lam xuyên qua hỏa kiếm dày đặc để né tránh bay đến bay lui như vậy làm cho hỏa kiếm không thể đánh trúng được bà ta mà côn lâm thụ cũng không phải kẻ ngốc Kết kiếm quyết hóa trường, hỏa kiếm sụp đổ tạo thành biển lửa, bọc ánh sáng màu lam kia luyện hóa. Ánh sáng màu lam xông ra biển lửa, xông vào trong khói đen. Chương 2196, thiên hạ phong vân tạo ra chúng ta một. Ai ngờ có một trường ảnh khổng lồ xuất hiện ngay sau khói đen, trường ấn to như thiên thạch vọt đến, điên cuồng đánh lên ánh sáng màu lam. Cạch, một tiếng va chạm, ánh sáng màu lam hóa thành hình người bay ngược ra ngoài. Dưới một kích bất ngờ này, ô thường đã kiểm tra được thực lực còn lại của tuyết bà bà hắn cũng không kiêng kỵ gì nữa thân hình lóe lên vọt ra quát lạnh một tiếng chạy nữa đi côn lâm thụ đang khống chế hỏa diễm công kích cảm thấy mắt tối sầm lại không biết chuyện gì xảy ra hắn nghe được tiếng quát lập tức bay đi xông phá khói đen đi vào một không gian khác lần này hắn không chạy sai chỗ quan trọng nhất là ô thường không tiếp tục thi pháp ảnh hưởng đến vô biên ma vực vì vậy thấy được cảnh ô thường dùng hai tay kiềm chế ánh sáng màu lam kia hình người màu lam thống khổ dãy giụa dưới tay ô thường hai tay bắt lấy tay hắn chỉ thấy băng xương đang lan tràn trên tay ô thường giống như muốn đóng băng hắn lại hắc phụ tiến nhập một mảnh khác không gian lần này không có chạy sai chỗ mấu chốt ô thường thi pháp chấn động băng xương vừa lan ra đến bả vai đã lùi lại tan ra lúc này tu vi của hắn đã hơn hẳn tuyết bà bà áp chế một cách toàn diện nghe nói loại băng linh tu luyện thành tinh như ngươi nếu có thể giữ lại một chút thì có thể trùng sinh lần này ta muốn xem xem ngươi làm thế nào để phục sinh được vừa dứt lời ô thường đã há mồm khói đen nồng đậm từ trong miệng hắn bay ra giống như tràn mạnh vào trong miệng tuyết bà bà hình như muốn liên lục rót vào cơ thể bà ta côn lâm thụ giật mình nhìn tình cảnh trước mắt không biết ô thường muốn làm gì hiển nhiên tuyết bà bà cũng thấy sự xuất hiện của hắn giọng nói thống khổ quanh quẩn khắp không gian tiểu tử chạy mau hắn sẽ giết ngươi ngươi không thể chết ngươi chắc chắn phải sống cho thật tốt đợi đến lúc tu vi của ngươi cao đến trình độ như hắn ta chờ ngươi giết hắn báo thù cho ta ta giết hắn báo thù cho ngươi côn lâm thuộc im lặng lão yêu bà này nói như vậy có thể xem như là có lòng tốt nhắc nhở hắn sao rõ ràng bà ta đang muốn kích thích sát ý trong lòng ô thường kéo hắn làm đệm lưng miệng ô thường phun ra hắc vụ nồng đậm phát ra tiếng cười lạnh quái dị hắn phát hiện lão yêu bà này đến chết vẫn không cam lòng trước khi chết vẫn để lại mâu thuẫn kích thích hai người bọn họ nội đấu hắc phụ trong miệng dừng lại, ô thường hờ hững lạnh lẽo noi. Lão yêu bà, ta tiến ngươi, hai tay bỗng nhiên chấn động, ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa, bóng người màu lam nổ tan nát, đồng thời bắn ra mấy luồng hắc phụ mãnh liệt. Gió mạnh nổ tung đánh lên người, côn lâm thủ thi pháp chống cự, chỉ thấy những mảnh vỡ băng lam hình bông tuyết đang tung bay bốn phía, giống như một trận tuyết lớn rơi. Chỉ trong chấp nhóm này, nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, cho dù là tu sĩ, cũng lạnh đến mức nhịn không được phải run rẩy. Mặc kệ tuyết bà bà nói thật hay nói dối, ít nhất ngân cơ đã nói trước, nếu như xong chuyện, hoặc là không thể làm được, vậy thì lập tức thoát thân, ô thường là kẻ rất nguy hiểm, tâm ngoan thủ lạt, hỏa tính công pháp không khắc chế được hắn, tu vi lại không bằng ô thường, sợ là hắn sẽ có khả năng hạ độc thủ với mình. Mắt thấy đã xong chuyện, giải quyết được tuyết bà bà, côn lâm thụ lập tức lắc mình chạy trốn. Kết quả lại phát hiện hắn làm thế nào cũng không bay được khỏi vô biên ma vực, mà giọng nói lạnh lùng của ô thường đã quanh quẩn bên tai ngươi muốn đi đâu côn lâm thụ mãnh liệt quay đầu đề phòng chỉ thấy ô thường mặc một chiếc áo choàng đang lơ lửng cách đó không xa lạnh lùng nhìn hắn côn lâm thụ trầm giọng nói ngươi muốn qua cầu rút ván ô thường không thừa nhận cũng không có phủ nhận hờ hững hỏi ngươi là ai lộ mặt ra ta có thể cân nhắc tha cho ngươi không phải chết không cần ngươi tha ngân cơ nói nàng nói vô biên ma vực của ngươi không vây khốn không được ta côn lâm thụ nắm chặt hai tay từ từ nâng cùi trỏ lên ô thường đạm mạc lấy a à một tiếng có cảm giác như là ngươi cứ làm ta sẽ rửa mắt mà đợi nhưng ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo quét về bốn phía khói đen lập lòe ánh hồng từ bốn phương tám hướng bỗng nhiên có vô số hỏa kiếm bắn thẳng về phía hắn ô thường hất tay áo lên trong áo choàng tuôn ra khí đen bàng bạc cả người được bao phủ trong một bàn tay cực kỳ lớn tiếng rít gào dày đặc hỏa kiếm cắm lên bàn tay khổng lồ như kiếm cắm lên gỗ từng nhánh gắn lên phía trên chi chi đốt cháy khói đen nhưng lại không xuyên phá được nó côn lâm thụ vung hai tay lên oanh tất cả hỏa kiếm đều nổ tung nuốt luôn bàn tay to lớn vào trong biển lửa côn lâm thụ liên tục di động hai tay chỉ trời chỉ đất đầy về phía trước lùi ra phía sau đánh ra hai bên chỉ trong chốc lát khói đen trong toàn bộ vô biên ma vực đều chấn động ô thường đang ngưng kết bàn tay to bỗng nhiên chấn động một cái hắn hất hai tay lên nhảy ra khỏi bàn tay to lớn hắn đã thấy được có mấy vạn điểm tinh hỏa đồng thời bùng cháy sóng lửa mãnh liệt ập vào mặt hắn quét áo choàng ra che chắn xông người ra đến lúc xông đến vị trí của côn lâm thụ nhưng nơi đó đâu còn bóng người nào trên bãi cỏ ngân cơ ngẩng đầu nhìn mây đen trên không trung quay cuồng phát ra tiếng sấm lớn ánh lửa đỏ tách ra sau đó bùng cháy khắp nơi ánh lửa ấm áp đến từ sâu trong mây đen như muốn thôn vệ hết tất cả thấy tình cảnh đó ngân cơ lập tức đoán ra được côn lâm thụ đang giao thủ với ô thường lập tức lòng nàng căng thẳng hẳn lên. Một bóng người từ trên biển lửa trên không trung bắn ra, đi đến gần trong nháy mắt, đó chính là côn lâm thụ, hắn đã thoát thân khỏi vô biên ma vực. Ngân cơ vui mừng, quát lên, đi, côn lâm thụ lách mình đến cầm tay nàng, có thể nói là dẫn đường, cũng có thể nói là liên thủ, phá vỡ đầm lầy trong nháy mắt, dùng năng lực của mình dẫn đường cho côn lâm thụ trốn xuống đầm lầy. Sóng lửa trên không trung quay cuồng, một bóng người phá vỡ biển lửa xuông ra, chính là ô thường, hắn chừng mắt bay đến, xông thẳng đến chỗ hai người đang phi đột oanh xúc tu của hủ thi đằng giống như yêu nhiệt kinh thiên xông ra khỏi đầm lầy chụp thẳng đến chỗ ô thường ô thường dùng một tay giật áo choàng trên người xuống hất tay lên như từng cái tát ngoan độc cạch cạch vang vong đánh gục đám xúc tu trong nháy mắt hoặc trực tiếp chấn cho chia năm xẻ bảy người hắn tiếp tục phóng đến đầm lầy như một ngôi sao băng oanh một con hỏa long phóng thẳng lên trời vọt đến chỗ ô thường khói đen quanh người ô thường tản ra trong nháy mắt hóa thành một trường ảnh lớn, ma diễm diệt sinh trưởng, giống như có thể chụp được cả trời đất. trong tiếng nổ lớn, hỏa long sụp đổ, ánh lửa văng khắp nơi, tạo thành vô số gợn sóng trên mặt đầm lầy. tầng tầng sóng bùn giạt về bốn phương tám hướng, một trường ấn to lớn khắc sâu lên mặt đất của đầm lầy. biển lửa trên không trung hóa thành ngàn vạn mưa kiếm, điên cuồng phóng xuống dưới. ô thường đánh một trường diệt hỏa long, không quan tâm gì nữa, cưỡng ép thi pháp tách bùn đất ra, trốn xuống mặt đất truy sát ngàn vạn mưa kiếm trở thành vô dụng, trưởng ấn khắc sâu vào đầm lầy cũng dần dần bị bùn bao phủ lại. Dưới mặt đất vang lên một trận tiếng nổ, một bóng người phá đất bay ra, chính là ô thường, hắn đứng trên không trung nhìn xuống dưới, sắc mặt lạnh lẽo, không biết hai người kia đã độn thổ đến nơi nào rồi. Lại ngẩng đầu lên, chỉ thấy làn khói đen kia đang phiêu đáng, đâu còn mây đen bàng bạc tràn ngập khí thế quay cuồng như lúc trước nữa. Một mồi lửa, hắn không ngờ rằng người kia chỉ cần một mồi lửa là đã có thể đốt cháy được mảnh không gian này, trực tiếp đốt cháy hết ma khí của hắn, lại dùng một ngòi lửa đốt phá vô biên ma vực của hắn. Chỉ một ngòi lửa đã phá được vô biên ma vực, điều này có ý nghĩa gì? Chương 2197, Thiên hạ phong vân tạo ra chúng ta hai. Thật vất vả lắm mới giết được Tuyết bà bà có thể phá vô biên ma vực, kết quả lại nhảy ra một kẻ có thể phá tan được vô biên ma vực, mà kẻ này có tốc độ phá vô biên ma vực còn nhanh hơn Tuyết bà bà nhiều. Đây cũng là lý do vì sao hắn không quan tâm đến ngân cơ gì đó ngang nhiên truy sát người, nhưng ngân cơ dựa vào ưu thế của hồ tộc ở hoang trạch tử địa, giúp đỡ kẻ kia chạy thoát. Ô thường đứng giữa không chung, sắc mặt ngưng trọng, trong ánh mắt lộ ra sự âm trầm. Cửu thánh luôn không muốn nhìn thấy một thường thứ hai xuất hiện, nhưng trước mắt xem ra, chuyện luôn lo lắng đã trở thành hiện thực, người có thân phận không rõ lại có tu vi yếu, nhưng hắn có thuật pháp bất phàm, đợi một thời gian nữa, một khi tu vi đủ cao, thuật pháp trên người biến hóa về chất, hắn sẽ trở thành một đối thủ khó đối phó chỉ sợ những thánh còn lại sẽ không ngăn cản được việc phải đối mặt với một người nữa tham gia vào thế cục hắn dự cảm được người này sẽ xuất thế ngang trời giống như hắn năm xưa là một ô thường thứ hai cảm giác sảng khoái vì xử lý được tuyết bà bà đã mất hẳn ô thường lại có cảm giác nặng nề ứ động trong lòng a à tỷ ta đã thấy được thực lực của ngươi chúng ta có thể nói chuyện hợp tác được rồi bỗng nhiên ô thường thi pháp hét to nhìn bốn phía xung quanh hắn liên tục hét một lúc lâu nhưng bốn phía vẫn yên ắng như thường không có chút phản ứng nào hình như vì hắn hạ sát thủ đã dọa người chạy mất dọa cho người kia không dám ra mặt nữa hắn hơi hối hận vừa rồi không nên vội vàng ra tay như vậy ở một mức độ nào đó giống như bị tuyết bà bà trước khi chết đoán chúng sau khi giết bà ta ô thường sẽ ra tay luôn với côn lâm thụ thật ra đâu chỉ tuyết bà bà ngay cả nghiêu hữu đạo lữ vô song còn có cả ngân cơ cũng đoán được chuyện này cũng biết lầm này côn lâm thụ sẽ gặp phải nguy hiểm lớn. Gọi to nhiều lần mà không có phản ứng, biết người đã đi xa, ô thường hất áo choàng lên, không cần phải giấu giếm hành tung nữa, phá không rời đi. Băng tuyết thánh địa, một ngọn lửa lớn từ trên trời rơi xuống, làm cả một vùng bên dưới rơi vào biển lửa. Trong tiếng nổ vang ầm ầm, băng cung sụp đổ, băng tuyết trên vách núi sụp xuống như tuyết lở. Tuyết bà bà vừa chết, Ngao Phong và Côn Lâm Thụ lập tức đánh đến, nơi đây không ai cản nổi. Kết quả thắng thua thế nào, không khó dự đoán trước, nhưng hai người cũng không ra tay tàn sát. Bạch vô nhai đang bị kiềm chế bỗng nhiên giấy dụa gầm thét. Ngao Phong, Thánh Tôn sẽ không tha cho ngươi. Ngao Phong mỉm cười, ra tay giải trừ cấm chế cho hắn, thả đối phương ra. Bạch vô nhai, nếu chúng ta dám đến đây, vậy thì đã không sợ trả thù. Không phải ta đến đây để giết ngươi, mà là đến nói cho các người biết một tiếng, tuyết bà bà đã chết, chết trong tay ô thường sợ là tiếp theo tứ thánh sẽ tiến hành tiêu diệt toàn bộ các ngươi, mau trốn đi, tranh thủ thời gian báo cho người băng tuyết thánh địa ơ nhân gian, nói bọn họ mau trốn đi. Bạch vô nhai không tin tưởng, giận dữ mắng mỏ, ăn nói bậy bạ, ngao phong nói, ta chỉ thông báo một tiếng, tin hay không tùy ngươi, phải làm thế nào để tránh đi nguy hiểm, ta tin rằng ngươi sẽ tự sắp xếp, không cần ta nói thêm cái gì. Hắn quay đầu nhìn côn lâm thụ bôi đủ màu sắc lên mặt để che, hắn đã tìm được người muốn tìm, vì vậy lắc mình đến bên cạnh côn lâm thụ mục tiêu muốn tìm là hai vợ chồng xuyên dĩnh đang bị tạm giam tuyết lạc nhi ôm con trong ngực hai người nhìn băng tuyết thánh địa bị phá hủy tất nhiên là cực kỳ khiếp sợ thỉnh thoảng vang lên tiếng tuyết lở ầm ầm làm cho đứa bé sợ hãi khóc lớn nhưng lúc này ai còn quan tâm đến đứa bé có khóc hay không ngao phong tuyết lạc nhi nhìn thấy người thì hô lên các ngươi muốn làm gì ngao phong ra tay giải trừ cấm chế trên người hai người nói tuyết bà bà đã chết cái gì, ngươi nói bậy, tuyết lạc nhi không thể tin được, ánh mắt của xuyên dĩnh lóe lên, nhìn qua băng tuyết thánh địa bị phá hủy, chỉ sợ rằng ở đây chỉ có mình hắn biết rõ mọi chuyện, nhưng trong lòng hắn vẫn âm thầm kinh hãi, không ngờ bên kia có thể thành công, lại có thể giết được tuyết bà bà, cũng không ngờ ngao phong lại dính đến chuyện này. Càng không ngờ rằng bên kia lại giữ lời hứa, vậy mà thật sự phái người đi cứu hắn. Lúc trước là do hắn không có lựa chọn khác, không làm thì chỉ có một con đường chết, nếu làm còn có chút hy vọng sống, nên mới đánh cược, xem ra bây giờ hắn đã thành công. Ngao Phong nhìn về phía xuyên dĩnh, cười nói, có phải là ta đang nói bậy hay không thì ngươi là người rõ ràng nhất. Vị tiên sinh kia nhờ ta nhắn cho ngươi biết, hắn nói lời sẽ giữ lời, các ngươi hãy đi theo vợ chồng bạch vô nhai, như vậy mới giữ được tính mạng. Nói là giữ lời hứa nhưng thực ra chỉ là tiện thể, hắn và côn lâm thủ tấn công băng tuyết thánh địa không chỉ là vì cứu vợ chồng xuyên dĩnh, dựa theo kế hoạch lúc trước. Quan trọng nhất là mật báo cho trên dưới băng tuyết thánh địa biết chuyện, bởi vì nghiêu hữu đạo không mong rằng bên này không biết chút gì cũng không muốn bọn họ chết hết hoặc là bị tứ thánh thâu tóm hết trong tình huống này phải nhân cơ hội bẻ gáy cánh chim của tứ thánh chỉ cần thế lực của tứ thánh ngày càng yếu vậy thì năng lực khống chế thiên hạ của bọn họ sẽ càng giảm sút đương nhiên đối với ngao phong mà nói lúc này hắn vẫn không quên cứu xuyên dĩnh ra càng thêm chứng minh cảm giác nghiêu hữu đạo dành cho hắn giống như lời hứa ở vô lượng viên nghiêu hữu đạo đúng là một người giữ chữ tín hợp tác cùng với loại người này người ta sẽ càng yên tâm hơn. Trường tôn di và mục liên chết chết rồi, lữ vô song và nguyên sắc cũng xảy ra chuyện. Bây giờ tuyết bà bà lại chết, cửu thánh lại bị mất đi hơn một nửa. Đây cũng là tình cảnh trước đây hắn khó có thể tưởng tượng nổi, cũng càng làm cho hắn tin vào tương lai. cảm giác mạo hiểm trước đây là đáng giá, là lựa chọn đúng. Có thể tưởng tượng được, nếu như toàn bộ cửu thánh bị diệt, với thực lực của hắn, chính là một trong những tồn tại đứng đầu thiên hạ, đến lúc đó sẽ vinh quang đến cỡ nào chính là thiên hạ phong vân tạo ra chúng ta, chỉ mới tưởng tượng thôi, cũng không nhịn được vui vẻ rồi. Xuyên dính hãi hùng khiếp phía nói, đi cùng bọn họ, Ngao Phong cười ha ha nói, người yên tâm, tuyết bà bà đã chết, đám người kia cũng tan đàn sẻ nghé, đối với người băng tuyết thánh địa mà nói, những gì đã qua thì nên cho qua. Chúng ta tự mình ra tay, đó là vì mặt mũi của tiên sinh, nên bọn họ sẽ không làm khó các ngươi. Đi theo bọn họ, còn tốt hơn việc các ngươi lẻ loi chơi chọi một mình, cũng dễ dàng liên lạc với nhau hơn, người nói đi. Đương nhiên, nếu như người muốn đi một mình, bên phía chúng ta cũng không miễn cưỡng, các người tự quyết định đi. Cũng không đợi đối phương trả lời, hắn quay đầu nhìn về phía côn lâm thụ, nói. Chúng ta đi thôi, côn lâm thụ hơi gật đầu, hai người lần lượt bay lên không, thân hình nhanh chóng biến mất ở nơi xa trong hư không. Người đã đi, xuyên dĩnh muốn nói gì đó đành phải thôi, vốn dĩ hắn còn muốn hỏi một chút về chuyện Chu Nhan Đan, nhưng xem ra bây giờ đành phải sẽ liên lạc lại sau, trên tay hắn còn đủ chu nhan đan sử dụng cho một năm. Vừa quay đầu lại, hắn đã thấy Tuyết Lạc Nhi yên lặng rơi lệ, Tuyết Lạc Nhi nức nở nói. Xuyên dính, người giấu ta làm những việc gì, có phải ngươi cũng tham gia vào việc mưu hại nãi nãi? Trên khuôn mặt Xuyên dính tràn đầy đắng chát, nói, Lạc Nhi, nàng từng nói, ở ngay dưới cửu thánh, gần vui như gần cọp, thường xuyên phải lo lắng cho tương lai, bây giờ đã được tự do, không tốt hơn sao? Tuyết Lạc Nhi thuốc thiết nói, nhưng dù sao bà ấy cũng là nãi nãi nuôi thiếp lớn lên. Xuyên dĩnh than thở, chuyện đến nước này, bà ta không chết thì sẽ giết ta, thậm chí giết nàng và con gái, nàng muốn ta phải làm sao đây? Nếu nàng muốn giết ta để báo thù, vậy thì ta không còn lời nào để nói, sẽ đứng yên cho nàng giải quyết. chương 2198, nổi lên mặt nước. Ngoài khóc ra, Tuyết Lạc Nhi không nói lời nào, bỗng nhiên gặp phải kịch biến như vậy, ngoại trừ khóc, tâm trạng hoảng loạn ra, nàng không biết nên làm thế nào mới đúng cũng đúng là tan đàn sẻ nghé thật bạch vô nhai không thể không sắp xếp cho người bên dưới rút lui mặc kệ có phải là ngao phong lừa bọn họ không thì bọn họ cũng không đánh cược nổi tạm thời thoát thân theo dõi tình hình đã nếu như tuyết bà bà không sao vậy thì có thể quay về nếu thật sự gặp chuyện không may bọn họ cũng không bị liên lụy băng tuyết thánh địa bị phá hủy người cũng không còn ai lối ra thánh cảnh ô thường sách theo một người chợt lóe lên rồi biến mất đi vào thông đạo đến nhân gian thủ vệ đứng canh lối ra vào nhìn nhau hình như bọn họ không nhìn nhầm chứ trên tay ô thường đang bắt đệ tử toa như lai của đại la thánh tôn bọn họ đúng là không nhìn nhầm sau khi ô thường rời khỏi hoang trạch tử địa giống như nguyên sắc lúc trước chạy đến đại la thánh cảnh bắt la phương phỉ chạy đến đại la thánh địa quậy một trận cũng giết không ít người kết quả không ai biết la phương phỉ đi đâu từ lần nàng bị nguyên sắc bắt cóc thì không hề lộ mặt ra nếu đi một chuyến mà tay không quay về thì không cam lòng, hắn có sắp xếp nội gian vào trong đại la thánh địa, nhưng nội gian cũng không biết la phương phỉ đi đâu, nhưng nội gian kia lại biết nơi trượng phu toa như lai của la phương phỉ đi tuần tra. Ô thường trực tiếp chạy đến, đúng thật là tìm được toa như lai, không nói câu nào đã bắt đi. Lúc này ở lối ra thánh cảnh, dù có người đại la thánh địa ở đó cũng không ai dám ra ngăn cản ô thường, chỉ có thể trơ mắt nhìn ô thường bắt toa như lai đi, sau đó nhanh chóng chạy đi báo tin bay vọt qua núi sông, bay thẳng đến khí vân tông, ô thường từ trên trời giáng xuống, bay vào trong đình đài lầu các, đây cũng là nơi mà khí vân tông sắp xếp cho hắn ở. Trực tiếp ném người xuống đất, ô thường đứng trên cao nhìn xuống. Toa như lai nằm dưới đất lẳng lặng nhìn hắn, lúc đầu hắn còn rất kinh hãi, nhưng đến bây giờ đã hoàn toàn bình tĩnh lại, là phúc thì không phải là họa, là họa thì không tránh khỏi, hắn tin rằng bên nghiêu hữu đạo sẽ làm ra phản ứng kịp thời. Hắc thạch nghe hỏi chạy đến, nhìn thấy người nằm trên mặt đất, hơi kinh ngạc, không nhịn được hỏi. Thánh tôn, có chuyện gì vậy? Ô thường cong ngón tay búng, một luồng kinh phong cách không bắn ra, cơ thể toa như lai run lên, lập tức bất tỉnh. Lúc này ô thường mới nói, báo cho La Thu, Đốc vô Hư, Lam Đạo Lâm, gọi bọn họ đến đây gặp ta. Mấy vị kia không phải là người có thể gọi đến gọi đi được, Hắc Thạch hỏi. Lấy lý do gì, ô thường nói, người cứ nói là lão yêu bà chết rồi. a, à, Hắc Thạch kinh hãi, hỏi lại, chết, chết thật rồi sao, ta tự tay giết, ngân cơ đúng là còn sống, không chết. Ô thường kể mọi chuyện ra, sắc mặt hắc thạch ngưng trọng, nói, được, để ta đi thông báo. Ô thường giơ tay lên, nói, còn có một chuyện nữa, ngươi thử đi tìm hiểu một chút, người nào biết hỏa tính công pháp đi vào thánh cảnh. Người này vừa giao thủ với ta, có thể nhìn ra được, hắn đột phá Nguyên Anh không lâu trước đâu, vậy mà có thể đánh với ta và lão yêu bà. Lão yêu bà nói không sai, sau này người này sẽ trở thành mối họa lớn hắc thạch hơi do dự nói thánh tôn chỉ sợ không dễ điều tra ra chuyện này người trong thiên hạ biết công pháp hỏa tính rất nhiều nếu như có kẻ cố ý sắp xếp sợ rằng kẻ bên ngoài đi vào cũng rất dễ dàng ô thường cho ra mục tiêu vậy thì điều tra người nào có quan hệ với mao lư sơn trang là được hắc thạch ngạc nhiên nói mao lư sơn trang chỉ là một mao lư sơn trang thánh tôn nghi ngờ mao lư sơn trang sao ô thường quay đầu nhìn về phía hắn nói cái chết của lão yêu bà không đơn giản Sao bà ta vừa đúng lúc xuất hiện ở đó. Bây giờ ta có biết được nguyên nhân mà Nguyên Sắc bắt con gái La Thu rồi, trước khi Nguyên Sắc mất tích đã gặp mặt Ngân Cơ, kết hợp với việc lão yêu bà đã chết, ta nghi ngờ Nguyên Sắc luôn không lộ mặt cũng đã chết rồi." Hắc Thạch giật mình nói, một thân thịt mỡ kia của Nguyên Sắc đâu dễ đánh nát, ai có thể giết hắn được." Ô thường không quan tâm, nói tiếp, "Lão yêu bà đã chết, rất có thể đây là cái bẫy, Ngân Cơ có thể mượn tay ta giết người, vô biên ma vực của ta." còn có công pháp hỏa tính của người thần bí kia nữa, nếu liên thủ có thể vừa vặn khắc chế lão yêu bà, mà lão yêu bà lại vừa vặn đụng phải chúng ta. Người thần bí kia vừa đúng lúc có thể phá vô biên ma vực của ta, mấy điều này tập trung vào một chỗ, chẳng lẽ ngươi vẫn nghĩ là trùng hợp sao? Hắc Thạch không hiểu, hỏi, nhưng cái này thì có liên quan gì đến Mao Lư Sơn Trang? Ô thường đi đến gần lan can, đập tay lên tay vịt, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, nói. Từ lúc Lữ vô song cứu viên cương ở Tề Kinh, Lập tức thay đổi, mà Viên Cương lại có quan hệ với Mao Lư Sơn Trang. Trước khi Nguyên Sắc Mất Tích cũng có quan hệ với Mao Lư Sơn Trang. Trước kia Triệu Hùng ca dù chết vẫn không chịu giao ma điển ra, nhưng đến khi Viên Cương xảy ra chuyện, vì cứu Viên Cương, hắn không tiếc đưa ma điển ra. Người đừng quên, từ trước đến nay Triệu Hùng ca có quan hệ không tệ với Mao Lư Sơn Trang. Ngân cơ ẩn núp nhiều năm, bỗng nhiên chạy ra gây chuyện, với lực lượng của hồ tộc thì khó liên lạc với bên ngoài được, không thể tạo ra ván cờ lớn như thế phía sau còn có người quấy phá lữ vô song mất tích liên quan đến viên cương sau khi lữ vô song mất tích sau đó vì cứu thánh la sát nên lộ mặt vì sao lữ vô song muốn tìm hạt hoàng mà hạt hoàng là vật dẫn đi vào đệ ngũ vực có phải lữ vô song biết gì đó không mà viên cương của mao lư sơn trang là người có thể đi vào đệ ngũ vực được ngân cơ thánh la sát ma điển và cả đệ ngũ vực giữa bốn thứ này có quan hệ gì không phải ngươi cũng không biết sao hắc thạch suy nghĩ bỗng nhiên giật mình bốn thứ này đều liên quan đến vợ chồng thương tụng chẳng lẽ vợ chồng thương tụng là kẻ phía sau ô thường liếc xéo hắn người đoán mò gì vậy nếu thật sự là vợ chồng thương tụng cần gì phải phí sức như thế hắn vỗ vỗ tay vịn than nhẹ trước đó ta luôn cảm giác có gì đó không thích hợp nghĩ mãi mà không rõ nhưng đến khi ngân cơ lộ mặt hại chết lão yêu bà kia kết luận nguyên sắc gặp chuyện không may ta suy nghĩ cả đường đi mới phát hiện nếu chắp nối những chuyện kia lại thì có một manh mối nổi lên mặt nước mao lư sơn trang lại âm thầm có quan hệ với nhiều chuyện như vậy bây giờ ta còn nghi ngờ mọi chuyện có liên quan đến viên cương nếu không thì vì sao triệu hùng ca phải vội vàng nghĩ cách cứu hắn ra chứ nếu viên cương thật người này ẩn giấu đủ sâu vậy mà ta cũng nhìn sai rồi cái gì mà thánh tử ma giáo ta lại tin chuyện ma quỷ của triệu hùng ca hắc thạch sợ hãi thán phục lắc đầu nói vì một nữ nhân lại không tiếc bại lộ ở sa mạc vô biên điều này không hề hợp với lẽ thường cũng không giống với người làm chuyện lớn vì thế nên có thể tránh được tất cả nghi ngờ nếu là viên cương thật vậy thì ai cũng nhìn sai rồi ô thường lạnh lùng nói đi điều tra nhớ kỹ ta có tính toán riêng đừng có đánh rắn động cỏ hắc thạch chắp tay lĩnh mệnh vâng trên đỉnh núi ngoài thành nam châu giọng nói của ngưu hữu đạo bỗng nhiên to thêm mấy phần ngươi nói cái gì ô thường bắt toa như lai đi sau khi dịch dung vương tôn gấp gáp tự mình chạy đến báo tin nói không sai người đại la thánh địa báo lên người ở cửa ra vào thánh cảnh tận mắt nhìn thấy. Như hữu đạo trầm giọng nói, ta còn nghĩ ô thường có khả năng đến đại la thánh địa, sợ rằng khó thoát khỏi ngộ thương, nên đã bảo hắn né tránh rồi. Chẳng lẽ hay chưa trốn kịp, vương tôn nói, có trốn, đi ra ngoài tuần tra, nhưng không biết ô thường làm cách nào biết được nơi hắn đi tuần, vì bắt hắn, ô thường tự mình đến. Nếu ô thường cố ý bắt toa như lai, sao hắn chạy thoát được? chương 2199, dùng toàn bộ Mao Lư Sơn Trang làm mồi nhử một. như hữu đạo nói, bên hoang trạch tử địa thế nào rồi? Lúc này Vương Tôn mới nhớ đến việc này, quá gấp, nên quên mất, bây giờ mới báo. Chuyện đã thành công, bên kia liên thủ với ô thường, tuyết bà bà bị ô thường tự tay giết, không có thương vong gì, tất cả đều làm theo kế hoạch. Ta sợ dùng kim xí đưa tin quá chậm, mà tốc độ ô thường lại quá nhanh, sẽ xảy ra chuyện, nên mới tự mình chạy đến báo tin bây giờ hắn đã đột phá đến nguyên anh kỳ là do toa như lai buông tha viên vô lượng quả kia cho hắn nghe được tuyết bà bà đã bị giết Nhiêu hiếu đạo hơi thở phào nhẹ nhõm sau đó suy nghĩ suy nghĩ vì sao ô thường bắt toa như lai trước khi bên này ra tay bởi vì không lo lắng nhiều vì biết la thu giấu la phương phỉ rồi không ngờ rằng ô thường lại chơi chiêu này không bắt được người lại dùng hết công phu xuống tay với toa như lai đúng là ngoài dự đoán vương tôn không đợi kịp nữa toa tiên sinh bị bắt sợ bên huyễn lệ sẽ gặp nguy hiểm, nếu tiên sinh không có gì căn dặn, bây giờ ta muốn đến trích tinh thành đã. Nghiêu hữu đạo giơ tay, nói, ngươi không cần quan tâm đến chuyện của toa huyễn lệ, nàng sẽ không gặp nguy hiểm, đến kịp, bên chỗ ta đã sắp xếp cho cao thủ nguyên anh kỳ qua đó, nếu như phát hiện không đúng, sẽ lập tức đưa toa huyễn lệ đi trốn. Bây giờ ngươi có chuyện quan trọng hơn cần làm, nghe được có sắp xếp, vương tôn yên tâm, hỏi. Mời tiên sinh nói, nghiêu hữu đạo nói, toa như lai bị bắt, không có người phụ trách liên hệ với hồ tộc bên kia mà mạng lưới tình báo trong thánh cảnh ngoài toa như lai ra chỉ còn ngươi nữa chúng ta không thể mất liên hệ với bên kia được ngươi phải nhanh chóng quay về ô thường bắt người có thể sẽ gặp mặt các thánh khác đến lúc đó cửa ra vào thánh cảnh sẽ bị khống chế nghiêm ngặt người phải chạy về sớm hơn các thánh khác làm việc nhớ kỹ trước khi chưa xác nhận toa như lai an toàn ngươi phải trốn trong thánh cảnh đừng lộ diện âm thầm phụ trách mạng lưới tình báo là được vương tôn gật đầu nói được, bên Nguyễn lệ xin nhờ tiên sinh, ta trở về ngay đây." Như Hữu Đạo nói, "Đừng gấp, còn có, sau khi ngươi quay về, lập tức đến Hoang Trạch Tử Địa nói cho Ngân Cơ biết, mặc kệ ai ép La Phương Phỉ đi về Hoang Trạch Thánh Địa, nàng đều không được phép lộ mặt. Nếu nàng không lộ mặt, La Phương Phỉ còn có giá trị, sẽ an toàn, nếu nàng ra mặt, sợ là hai mẹ con khó trốn khỏi kiếp này. Chỉ cần ở đó chờ tin, sau đó ta sẽ nghĩ cách cứu La Phương Phỉ ra ngoài." Vương Tôn nói, "Được đã hiểu, như hữu đạo bóng giơ tay, trầm mặc một lúc lâu, sau đó thay đổi suy nghĩ, lắc đầu nói. Không ổn, sợ là la phương phỉ khó tránh khỏi gặp nỗi đau về da thịt. Ngân cơ mềm lòng, sốt ruột vì con gái, nếu như thấy con gái bị tra tấn, sợ là không thể nhịn nổi mà chạy ra. Vương tôn sững sờ, hỏi lại, vậy phải làm sao bây giờ? Nghiêu hữu đạo dương mắt, nói, thay cách nói, nếu ngươi nhìn thấy ngân cơ, nói cho nàng biết, trong hồ tộc xuất hiện nội gian, để nàng tạm thời né tránh một thời gian không nên liên lạc với bất kỳ kẻ nào trong hồ tộc ta sẽ nhanh chóng điều tra nội gian là ai nàng cứ tránh một thời gian đã cứ nói vậy đi 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 vâng vương tôn chắp tay thấy không có gì dặn dò nữa hắn lập tức quay người trốn vào núi rừng sâu xa nghiêu hữu đạo cũng quay về đi đến trong mật thất nam châu lữ vô song đang chờ hắn cũng đang mong chờ kết quả vừa gặp mặt đã hỏi thế nào rồi nghiêu hữu đạo lắc đầu thở dài thành công thành công giết tuyết bà bà, kẻ ra tay cuối cùng chính là ô thường. Lão yêu bà đã chết thật rồi. Lữ vô song trầm mặc một lúc, trong lòng nhịn không được cảm thán, trước đó nguyên sắc cũng chết như vậy. Đấu với nhau nhiều năm như thế, vẫn luôn muốn giết chết đối phương, nhưng lúc thấy được kết quả như mong muốn, lại vui vẻ không nổi. Nàng cũng phát hiện sự không đúng trong phản ứng của Ngưu Hữu Đạo, nên quay mặt qua nhìn kỹ, hỏi. Thành công mà ngươi còn thở dài, xảy ra chuyện gì sao? Nghiêu hữu đạo đi đến sau án ngồi, nói, đúng là xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, sau khi ô thường rời khỏi hoang trạch tử địa, chạy thẳng đến Đại La Thánh Địa. Chuyện này cũng không ngoài dự đoán, hắn muốn bắt La Phương phải, ai ngờ hắn không bắt được nàng, nên cố ý Toa Như Lai đang trốn trong Đại La Thánh Địa, bắt Toa Như Lai đến nhân gian. Bắt Toa Như Lai làm gì? Lữ vô song hơi do dự, sau đó như suy nghĩ ra điều gì, từ từ nói. Chẳng lẽ hắn không suy nghĩ giống với nguyên sắc, không muốn hợp tác với ngân cơ, công khai ngả bài với La Thu. Nói cách khác, hắn sẽ không giấu giếm chuyện ngân cơ là tộc trưởng hồ tộc, sẽ tập hợp Lam Đạo Lâm và Đốc Phô Hư để tạo áp lực cho La Thu, ép La Thu giao La Phương phỉ ra. Nếu như La Thu không đưa người ra, ô thường sẽ không khách khí, hắn có thể sẽ giết Toa Như Lai, như vậy thì Toa Như Lai sẽ gặp nguy hiểm. Đây cũng chính là điều mà Nghiêu Hữu Đạo lo lắng, hỏi. Với sự hiểu biết của người với La Thu, hắn sẽ giao La Phương phỉ ra sao? phản ứng đầu tiên của lữ vô spng là chú ý đến một chuyện toa như lai có khả năng bán đứng ngươi không nghiêu hữu đạo hơi lắc đầu nói chuyện này có thể yên tâm hắn không bán đứng ta ta nói cho ngươi biết vốn dĩ hắn có một viên vô lượng quả thậm chí đã đưa đến tay hắn nhưng hắn không cần đưa nó cho người khác lữ vô xong à một tiếng cảm thấy ngoài ý muốn người này có thể chống lại được sử dụng hoặc của vô lượng quả có thể biết được ý chí của hắn rồi từ đó cũng tin rằng toa như lai không dễ dàng bán bên này ra cũng hiểu đại khái cũng vì như vậy như hữu đạo càng không thể ngồi nhìn toa như lai chết lữ vô song bồi hồi suy nghĩ một lúc sau đó dừng bước trước án nói toa như lai sẽ không có chuyện gì như hữu đạo lập tức hỏi ý của ngươi là la thu sẽ giao la phương phỉ ra lữ vô song xua tay nói sẽ không chín phần mười la thu sẽ không giao con gái của mình ra nếu là vài thánh khác cũng sẽ không đồng ý vấn đề đầu tiên là mặt mũi thứ hai là đám người ô thường không giết nổi la thu nhưng la thu sẽ phải cho mọi người một lời giải thích chuyện của ngân cơ sợ rằng hắn không giải quyết cũng không được kiểu như ô thường la thu không giấu nổi nữa trừ phi la thu muốn nhảy ra đứng một mình nhưng khả năng này không lớn trong các thánh không thể giải quyết đối phương được cũng chỉ có thể duy trì hiệp nghị nào đó nếu không sẽ rất phiền phức mãi mãi không có ngày yên tĩnh nghiêu hữu đạo nói ý của ngươi là La Thu sẽ giải thích với những người khác, nên Toa Như Lai cũng không sao hết. Chỉ đến khi La Thu không chịu giải thích với mọi người, ô thường mới có thể giết Toa Như Lai sao? Lữ Vô Song nói, tạm thời ô thường sẽ bắt Toa Như Lai để làm con tin. Ngưu Hữu Đạo nói, đây không phải là trò đùa, người chắc chắn chứ. Lữ Vô Song nói, Toa Như Lai không chỉ là đồ đệ của La Thu, mà còn là con rể của hắn, ô thường sẽ không dễ dàng giết Toa Như Lai, nếu dám làm loạn, hắn sẽ bị La Thu trả thù, La Thu không giết được hắn, chẳng lẽ La Thu cỏ không giết được tâm phúc của ô thường sao? Nghiêu Hữu đạo khẽ vuốt cằm, cũng nhẹ nhàng thở ra, nói. Chỉ cần ô thường không giết người, vậy thì dễ xử lý. Xử lý, Lữ Vô Song cười lạnh một tiếng, nói. Chẳng lẽ người còn mong rằng La Thu sẽ giải quyết ngân cơ sao? Nghiêu Hữu đạo nói, ta đã sắp xếp bên ngân cơ rồi, La Thu không gặp được ngân cơ. Lữ Vô Song nghe vậy thì yên tâm. Vậy ngươi cũng biết chuyện của ngân cơ, nếu như La Thu không đưa ra được lời giải thích hợp lý, ô thường sẽ không thả người, người còn trông mong vào thủ hạ của ô thường cướp người đi sao. Nhiều hữu đạo thở dài, nói, người yên tâm, chỉ cần Mao Lư Sơn Trang ra mặt, ô thường sẽ thuận nước đẩy thuyền thả người. chương 2200, dùng toàn bộ Mao Lư Sơn Trang làm mồi nhử hai. Lữ vô song sướng sờ, hoàn toàn nghe không hiểu lời nói của hắn, khó hiểu nói. Người nói vậy là có ý gì? Nhiều hữu đạo nhấc ấm trà lên, châm trà. Ô thường biết nhiều hơn người khác, có lẽ những người khác không đoán ra được, nhưng lần này hắn gặp mặt Ngân Cơ, thân là người trong cuộc, nếu không đoán ra mối quan hệ giữa Mao Lư Sơn Trang và Ngân Cơ, vậy thì hắn chẳng đáng để ta xem trọng nữa. Vừa nói ra những lời này, Lữ Vô Song đã có cảm giác dùng mình. Người có ý gì, Mao Lư Sơn Trang đã bại lộ, ánh mắt nhìn vào chén trà hắn đang bưng lên, có vẻ như muốn nói, vậy mà ngươi còn ở đây uống trà sao? Như Hữu đạo nhấm nháp vị đắng chát trong miệng, sắc mặt vẫn bình tĩnh, gật đầu nói. Hắn đoán ra chín mười phần, cho dù bây giờ không đoán ra, chuyện băng tuyết thánh địa thanh tra nhất phẩm đường cũng không giấu được lâu, đã mất đi liên lạc với nhất phẩm đường, hắn cũng sẽ biết nhiều chuyện hơn, ít nhất là biết chuyện tuyết bà bà trúng kế. Chu nhan đan của xuyên dính, trên ma điển có cách luyện chế, ma điển có quan hệ với triệu hùng ca, triệu hùng ca lại có quan hệ với viên cương. Còn có quan hệ giữa ngươi và viên cương nữa, chỉ cần hắn không ngốc, sẽ đoán ra nguyên nhân nguyên sắc bắt la phương phỉ. Trước khi Nguyên Sắc chết lại ở Mao Lư Sơn Trang, có rất nhiều chuyện, đều như có ngón tay chỉ về phía Mao Lư Sơn Trang, với đầu óc của hắn, nếu như không nghi ngờ Mao Lư Sơn Trang mới gặp quỷ. Lữ vô song nghe mà lạnh cả lưng, nhưng thấy hắn vẫn thong dong bình tĩnh, cũng hiểu được ý sau lời nói của hắn. Trước đó ta đã ngăn cản ngươi, ngươi không nghe, mạo hiểm lớn như thế. Ngươi cố ý, cố ý bại lộ ra, nghiêu hiểu đạo không thừa nhận, cũng không phủ nhận, hắn từ từ uống trà, chẳng khác nào là đang ngầm thừa nhận. Lữ vô song hỏi, chẳng lẽ ngươi không sợ ô thường và đám lam đạo lâm đánh đến đây sao? Mặc dù ô thường tàn nhẫn độc ác, nhưng hắn giỏi nhịn. Như hữu đạo nói nhỏ một câu, sau đó quay đầu cười hỏi. Ngươi cảm thấy nếu như ô thường cho rằng mình nắm rõ tất cả trong lòng bàn tay, lúc nào cũng có thể đánh ra một kích chí mạng, hắn có vội vàng gấp gáp đánh đến không? Lữ vô song nghi ngờ, sau đó hiểu rõ vị này đang suy nghĩ cái gì, hóa ra đã bày ra ván cờ khác từ sớm rồi. Ngươi dùng toàn bộ Mao Lư Sơn Trang làm mồi nhử sao? Ngưu Hữu Đạo nói, ta đánh cực hắn sẽ nuốt cái mồi này. Vươn tay nắm chặt, chỉ cần hắn ta nhịn không được dụ dỗ rồi nuốt vào, thì những kẻ đã từng là cửu thánh sẽ gió thổi tan tác. Hắn sẽ tỉnh táo nuốt xuống, vì bây giờ hắn không muốn lộ chuyện ma điển ra. Lữ vô song trầm giọng nói, ngươi làm như vậy là đã lôi tất cả mọi người vào nguy hiểm. Ngưu Hữu Đạo nói, cũng vì chúng ta không có khả năng làm như vậy, nên ô thường mới tin tưởng. Không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con?" Lữ Vô Song nói, "Ngươi điên rồi, ta đã nhắc nhở ngươi, giao thủ với loại người như bọn hắn, nếu không có lòng tin tuyệt đối thì không được hành động thiếu suy nghĩ. Lần mạo hiểm với nguyên sắc kia, suýt chút nữa đã bị diệt toàn quân, ngươi còn chưa học được gì sao?" Nưu Hữu đạo trịnh trọng thông báo, "Lợi dụng ngân cơ, một lần hai lần thôi, không có lần ba, vì đã vô dụng, không ai làm theo cái này nữa. Chúng ta và tứ thánh chắc chắn phải có một trận chiến cuối cùng." mà chúng ta bên này chỉ có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, ai có thể làm đối thủ của bọn họ được. Rời khỏi điệp mộng huyến giới, Ngân Nhi cũng khó có thể giết được một người nào trong đó. Ai dám đánh chính diện với bọn họ một trận, liên thủ với nhau cũng không chắc chắn tí nào. Ta mong rằng làm vậy có thể ổn định bọn chúng lại, tranh thủ thêm hai năm cho chúng ta. Nhưng bọn họ sẽ không chờ, sẽ làm cho chúng ta tiếp tục ra tay, nên ở giữa tứ thánh phải có một người ngăn cản, hoặc đứng ra nói chuyện giúp cho chúng ta, nếu không chúng ta không dám có bất kỳ động tác nào trên mặt nước hết. Đáng tiếc là công tôn bố không tức thời, làm cho ta không thể nào tin tưởng, cũng không dám phân phó chuyện lớn, nếu không hắn sẽ có tác dụng rất lớn rồi. Lữ vô song trầm mặc nhìn hắn, biết lời hắn nói chính là mệnh lệnh, nói gì đó thì người phía dưới sẽ chấp hành vô điều kiện, không có ai nghe theo lữ vô song nàng cả, dù nàng có nói gì cũng vô dụng, chuyện đã xảy ra, không sửa lại được nữa. Nghiêu Hữu đạo nói, có thể thả ra tin tức tuyết bà bà đã chết khí vân tông, đỉnh đài lầu các trên đỉnh núi, một bóng người đánh bay kẻ muốn đến gần để kiểm tra tòa kỵ, từ trên trời bay xuống, chính là La Thu đang nổi giận đùng đùng chạy đến. Hắn là người cuối cùng trong tứ thánh đến đây, bởi vì hắn tọa trấn bên Tống Quốc, cũng là nơi ở phía Tây, ngược với phía Đông bên này, nên đến muộn nhất cũng là bình thường. Nhưng hắn là người nhận được tin tức sớm nhất trong thánh cảnh. Ô thường, làm đạo lâm, đốc vô hư đều dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn La Thu đáng nhanh chóng bước đến, vừa vào đã lạnh lùng hỏi. Ô thường, người chạy đến đại la thánh địa của ta giết người phá của, còn bắt đồ đệ ta đi, người muốn làm gì? Ô thường hờ hững trả lời, nguyên sắc muốn làm gì, ta muốn làm cái đó, chỉ là ta nhìn vết xe đổ của nguyên sắc, nên không muốn giấu giếm mọi người mà thôi. Trái tim la thu đập nhanh, hắn sợ nhất là cái này, còn có đống cứt chó nguyên sắc phía trước, hắn chỉ sợ rằng ô thường cũng đã gặp ngân cơ. Nhưng trên mặt vẫn không lộ ra gì cả, hắn trầm giọng nói. Ta không muốn nghe những lời hung hăng càn quấy của ngươi, đệ tử của ta đâu? Thả người ra ngay, sắc mặt ô thường vẫn không hề thay đổi, nói, lão yêu bà chết rồi, cái gì, la thu khẽ giật mình, ô thường nói, có vài việc, ta không cần phải giấu giếm, lão yêu bà không tức thời, nên ta đã liên thủ với người khác xử lý bà ta ở hoang trạch tử địa. Ta nghĩ người biết rõ vì sao lại là hoang trạch tử địa, a à tỷ, ta đã gặp được nàng ở hoang trạch tử địa. Hắn kể lại tình huống lúc đó, trước đó cũng đã nói với hai vị kia một lần rồi chủ yếu không có vấn đề nhưng lại che giấu vài chuyện ví dụ như nói tu vi của côn lâm thụ không thấp đúng là sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó khuôn mặt la thu dần dần kéo căng trong lòng hơi tức giận ngân cơ đã trốn nhiều năm rồi thì sao không trốn tiếp đi hắn hận ngân cơ không tức thời nhưng ngoài miệng vẫn không nhường tí nào đừng nói nhảm người đã chết nhiều năm người nói sống là sống thật sao đốc phô hư cười ha ha một tiếng la thu người không cần phải mạnh miệng là thật hay là giả trong lòng mọi người biết rõ. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, vẫn là La Thu ngươi lợi hại thật, vậy mà sinh ra một tạp chủng với hồ tộc. La Thu bỗng nổi lên sát ý, đốc phô hư, tốt nhất là ngươi giặt sạch miệng đi. Lam Đạo Lâm lên tiếng ngăn lại, đừng nói đến những thứ vô dụng kia. La Thu, hồ tộc có tâm tư thế nào, không phải ngươi không biết, bây giờ bọn chúng đang làm loạn sau lưng chúng ta, nhất là ngay lúc này, nên phải giải quyết ngay. La Thu, nếu như ngân cơ đã tự mình thừa nhận năm xưa ngươi muốn giết nàng chúng ta cũng không so đo với ngươi nữa nhưng ngươi phải giao con gái của ngân cơ ra đợi chúng ta lợi dụng nàng giết ngân cơ xong sẽ trả con gái cho ngươi chúng ta không cần thiết phải làm khó con gái ngươi đốc phô hư lại nói ngươi và ngân cơ là vợ chồng hai người còn có một đứa con gái nếu như ngươi không giải thích rõ việc này sao chúng ta sẽ tin được đây không phải là một ván cờ do hai người các ngươi tạo ra chứ ô thường vẫn thờ ơ lạnh nhạt ngoại trừ lúc đầu kể lại tình hình, hắn không nói gì nữa, nhìn đốc vô hư và lam đạo lâm ép la thu, nhưng thái độ của hắn cũng rất rõ ràng, nếu không đã không nói ra chuyện này. Sắc mặt la thu vẫn bình tĩnh, hắn biết, chuyện đã bị chọc thủng, chuyện lớn như vậy, người đã chết có cùng tu vi với hắn, không giải thích là không được. Trường 2201, tiện nhân không biết xấu hổ. Cũng vì người chết có cùng tu vi với hắn, cũng làm hắn cảm nhận được sự uy hiếp, hắn biết rõ ngân cơ muốn làm gì, người này vì hồ tộc mà không cần cả tính mạng còn có thể muốn gì chứ cuối cùng hắn quét ánh mắt về phía ô thường nói ngươi chắc là nàng còn sống sao ô thường hỏi lại ngươi nói đi có ý trong lòng ngươi tự biết la thu nói tốt nhất là đừng đặt bẫy ta lam đạo lâm nói giao con gái ngươi cho chúng ta chúng ta tự giải quyết chuyện này có thể có bẫy gì chứ với cái tính mê trai kia của con gái ngươi ngoài trừ mê trai ra còn làm được gì nữa chúng ta sẽ không làm khó nàng mặc dù nói như vậy nhưng thật sự đối với la thu vì con gái hắn rất đơn giản đến ngu ngốc không có hứng thú tranh giành quyền lợi nên hắn mới yêu thương nàng người là động vật quần cư không ai thích làm người cô đơn người nào đến độ cao như hắn yêu mến một người rất đơn giản như ông bà già yêu mến đứa nhỏ vì đứa nhỏ ngây thơ lại có thể làm bạn xua tan nỗi buồn cho hắn đốc phô hư nói la thu chúng ta hẹn trước chắc chắn sẽ trả con gái còn sống sót về cho ngươi nếu ta làm không được người cứ việc trả thù, người phía dưới chúng ta xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không truy cứu. La Thu trầm mặc, Lam Đạo Lâm nói, sao vậy, đã nói đến tình trạng này rồi, người còn không chịu nhả ra sao? La Thu mở miệng, nhìn chầm chầm về phía ô thường, nói. Thả toa như lai ra, ô thường nói, dẫn con gái ngươi đến đây đổi người, nếu ngươi không đưa ra được, ta sẽ không thả người. La Thu nói, ta hiểu ngân cơ hơn các ngươi nhiều, nếu dựa vào các ngươi thì vô dụng, giao toa như lai like cho ta, ta tự biết làm thế nào. ba người nhìn nhau, làm đạo lâm hỏi, người có ý gì? la thu nói, chuyện trong nhà ta, ta sẽ tự giải quyết, không phiền các ngươi ra tay. tóm lại là sẽ cho các ngươi một câu trả lời. đốc phô hư nói, không được, nếu người thả vợ chồng bọn chúng ra, sau đó hai người này trốn về hoang trạch tử địa với ngân cơ, người tìm lý do gì đó để lừa chúng ta, sao chúng ta biết thật hay giả được? la thu nghiêm mặt nói, vậy thì các ngươi có thể đi cùng. Ba người lại nhìn nhau, đốc phô hư hỏi hai vị khác. Thế nào, ô thường nói, cần có người tỏa chấn nhân gian, nhất là khí vân tông, ta không đi. Lam đạo lâm lập tức cảnh giác nói, ô thường, bên hoang trạch tử địa không có bẫy gì chứ. Sợ là ta đi thì các ngươi càng không yên lòng đúng không? Ô thường hỏi ngược một câu, ba người hiểu rõ trong nháy mắt, vô biên ma vực của người này làm cho người ta đau đầu. Theo lý thuyết thì vô biên ma vực không làm gì được bọn họ, bởi vì sử dụng vô biên ma vực cực kỳ hao tổn pháp lực, với thực lực của bọn họ, dù ai cũng không thể tùy tiện giết bọn họ được, cho dù vài thánh liên thủ với nhau cũng vậy, ô thường không thể trèo chống vô biên ma vực quá lâu, người nào trong số bọn họ cũng không sợ, nhưng tuyết bà bà chính là vết xe đổ, lỡ may có cái gì đó khác chế, vậy thì xong đời. Thật ra ô thường còn mong trong kia có bẫy, ánh mắt hắn nhìn về phía xa, từ từ nói, ta đi, sẽ không mong nàng chết, các người có thể giao nàng cho ta được không? vừa nói ra những lời này sắc mặt của lam đạo lâm và đốc phô hư lập tức trở nên cổ quái hai người đều quay qua nhìn phản ứng của la thu đốc phô hư che miệng vội ho một cái nói nếu la thu không có ý kiến gì vậy thì chúng ta cũng không có ý kiến khuôn mặt la thu âm trầm nói thả toa như lai ra cuối cùng ô thường vẫn thả toa như lai ra la thu lam đạo lâm đốc phô hư đều vội vàng rời đi ô thường không đi hắn đưa mắt nhìn đám người kia đi sắc mặt đạm mạc không ai nhìn ra được hắn đang nghĩ cái gì trong viện nhỏ tử bình hưu đi vào trong đình giả vô quần nghinh tiếp rồi mời ngồi xuống tử bình hưu móc ra một trang quyển vở có chi chít chữ viết đẩy lên trước mặt giả vô quần miệng giả vô quần không thể nói chỉ có thể đơn giản gật đầu cảm ơn hắn không cần nhìn cũng biết đó là cái gì muốn siêu tầm tình báo liên quan đến trưởng đăng ti nên lần trước hắn có nhờ người này giúp đỡ gần đây có kết quả tử bình hữu đều tự mình đưa đến đây tử bình hưu nhìn chung quanh thử nhắc nhở tiên sinh có nghe nói gì không tuyết bà bà trong ngũ thánh đã chết giả vô quần gật đầu tỏ vẻ đã biết được bỗng nhiên việc này truyền ra khắp thiên hạ người băng tuyết thánh địa lại bỏ chảy không khác gì là xác nhận tin này làm cho cả thiên hạ đều chấn động sao hắn không biết được giả vô quần cầm bút viết xuống trên giấy rồi đưa cho hắn nhìn chín đã chết năm sắp đến quyết chiến càng ngày càng hung hiểm nói cẩn thận tử bình hưu nhìn xong thì lắc đầu thổn thức cũng xua tay tỏ vẻ mình không nói nhưng vẫn nhìn bốn phía, nhịn không được hỏi. Nguyên tòng tiên sinh đâu rồi? Không tò mò cũng khó, mỗi lần đến đây, chỉ cần nhìn thấy giả vô quần, thì cơ bản đều thấy nguyên tòng ở bên cạnh, lần này không thấy, nên mới cảm thấy lạ. Giả vô quần nâng bút viết một câu, có việc ra ngoài, tử bình hưu à một tiếng, nếu không muốn nói ra ngoài làm gì, hắn cũng sẽ không hỏi. Ai ngờ giả vô quần lại cầm bút viết tiếp một câu. Thắng thua sắp đến, thời khắc tồn vong của Tống Quốc cũng sắp đến, bây giờ phải nắm chặt trên dưới triều đình nếu có kẻ nào ngăn cản có thể báo ra người ta khó làm nhưng sẽ có quý nhân giúp đỡ tử bình hưu hiểu nếu như có người muốn lấy tống quốc bên này cần khống chế được cục diện hắn gật nhẹ đầu hiểu rõ lại một người chết trong thư phòng thiệu bình ba kinh hãi đứng lên đi qua đi lại nói nguyên sắc vừa chết mấy ngày tuyết bà bà đã đi đời rồi thiệu tam tỉnh cũng thổn thức nói nhỏ bên kia ra tay đến điên rồi tiết tấu này nhanh quá từng bước một ép sát vào. Không cảm khái không được, đó là cửu thánh đấy, chuyện này như chém đồ gì ấy, cứ như chém rau chém dưa, trước đó vẫn bình thường, giống như ngay từ đầu đã không thu tay lại được. Thiệu Bình Ba cũng cảm khái, lắc đầu than nhẹ, thiên hạ chấn động, đủ để uy hiếp, tu sĩ trong thiên hạ càng không dám chọn theo phe nào. Chỉ còn bốn người, sắp đến quyết chiến rồi. Kim Châu, sáng sớm sương mù răng khắp nơi, một đàn chim bay qua, toàn bộ sơn trang rơi vào tĩnh lặng sau khi lê vô hoa và hải như nguyệt thay quần áo xong thì chơi đùa với con trai không muốn rời giường cuộc chiếm lĩnh tần quốc đã đi qua thế cục đã tạm thời ổn định lại bọn họ đều rảnh rỗi xuống nên cả nhà đi ra ngoài thư giãn một chút cuối cùng bế con trai lên nhưng không thấy người hầu bưng nước rửa mặt vào lê vô hoa hơi khó chịu quát lên người đâu hắn gọi vài tiếng nhưng bên ngoài không có phản ứng gì lúc này lê vô hoa đã nhận ra không đúng nhanh chóng đi ra ngoài nhìn Hắn phát hiện thị vệ và người hầu đều ngã lăn trên đất hết. Lê Vô Hoa lắc mình đến ngoài hiên, vươn tay thi pháp dò xét mạch đập của một người, phát hiện hơi thở vẫn bình thường, trên người không có vết thương, giống như chỉ ngủ quên. Hắn lại liên tục điều tra mấy người, đều là như vậy. Lê Vô Hoa lắc mình bay lên nóc nhà nhìn xung quanh, toàn bộ sơn trang đều tĩnh lặng, hắn sợ hãi, không biết chuyện gì xảy ra rồi, chưa từng nghe đến có loại đồ vật gì mà có thể lặng yên không tiếng động hạ gục nhiều người như vậy, cảm giác không thể tưởng tượng nổi lúc trước hắn có rời giường đi ra nhìn, vẫn bình thường, sao bây giờ lại thế này? Chưa từng nghe nói, cũng chưa từng gặp phải chuyện quỷ dị như thế này. Sao vậy? Hải như nguyệt bế con đi ra, vừa hỏi xong đã giật mình, cũng nhận ra không thích hợp. Lê vô hoa lách mình chạy đến, một tay ôm con trai, một tay túm cánh tay hải như nguyệt, trầm giọng nói. Đi, chuyện này không phải vô duyên vô cớ xuất hiện, sao dám ở lại mà không quan tâm đến chuyện khác. Trường 2202, đến rửa nhục. Một nhà ba người vừa bước xuống bậc thang, Lê Vô Hoa đang kéo người đi bỗng nhiên dừng bước, đưa con trai cho Hải Như Nguyệt ôm, sau đó kéo hai mẹ con ra sau lưng bảo vệ, trầm giọng nói. Ai, một người đội mũ vàng rộng có vải che màu đen xuất hiện, bước vào trong đình viện, sau đó không nhanh không chậm đi về phía ba người. Lê Vô Hoa nhanh chóng quan sát tình hình bốn phía, thấy vẫn hiên tĩnh, có thể xác định chỉ có một người đến đây, nhưng tình hình quỷ dị lúc trước không cho phép hắn hành động thiếu suy nghĩ. Người kia đi đến ngoài một trượng thì dừng bước, bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhiệt chủng của các ngươi cũng đã lớn như vậy rồi. Lê Vô Hoa trầm giọng nói, các hạ là người nào, hình như nhà ta không có thủ oán gì với ngươi. Người đến cười ha ha, không thù không oan, tu hú chiếm ổ chim khách, có tính là thủ oán không? Vốn dĩ nghe được giọng nói còn cảm thấy quen tai, cả người hải như nguyệt chấn động, thốt lên. Trấn Nhi, ngươi là Trấn Nhi, Lê Vô Hoa nghe vậy cũng chấn động, hơi mở to hai mắt nhìn, đây là tiêu thiên chấn. Nhìn người xung quanh đều ngã xuống, biết kẻ đến không phải là người lương thiện, một cảm giác sợ hãi sông lên đầu, bây giờ hắn không chiêu chọc nổi tiêu thiên chấn nữa, người kia là cao thủ đứng đầu trên đan bảng, một trận chiến thành danh. Không nói đến những cái khác, chỉ riêng bối cảnh quỷ y, vạn động thiên phủ của hắn đã phải kính sợ ba phần. Lúc trước, khi tiêu thiên chấn một trận chiến thành danh, trong lòng hắn đã âm thầm lo lắng, nhưng lại không thể hóa giải được, nhưng sau đó không thấy tiêu thiên chấn xuất hiện còn nghĩ là chuyện đã qua không ngờ vẫn không thoát khỏi một kiếp người đến nghe được giọng nói của hải như nguyệt nắm chặt hai nắm đấm giống như đang run rẩy sau đó cứng rắn nói tiện nhân không biết xấu hổ cũng xứng làm mẹ người khác sao nếu hắn thật sự là tiêu thiên chấn vừa nhìn thấy đôi nam nữ cho má này này đứng chung một chỗ thì sẽ nhớ ngay đến hình ảnh qua khe cửa sổ ngày đó hình ảnh đó như ác mộng không ngừng quấn lấy hắn hải như nguyệt nước mắt rơi như mưa Bước lên, nàng đau khổ lắc đầu, khóc lóc không kiềm chế được trong nháy mắt, Lê Vô Hoa kéo nàng lại, lắc đầu. Hải Như Nguyệt không phải người ngu, nàng chẳng những không ngốc, ngược lại còn rất khôn khéo, nếu không thì đã không thể đi từ hoàn cảnh gian nan đến ngày hôm nay được. Nhìn tình hình này thì nàng đã biết, con trai quay về báo thù, về báo thù. Lại nghe được lời mắng mỏ đó, càng hiểu rõ, tình mẹ con đã ân đoạn nghĩa tuyệt, hắn đến để đòi lại công đạo cho Tiêu gia. Nàng biết bây giờ con trai rất lợi hại. Lê Vô Hoa đã từng nói, hắn đã trở thành nhân vật mà Lê Vô Hoa khó có thể thấy được bóng lưng, Lê Vô Hoa không thể trêu vào, cũng không ngăn cản được, ngay cả toàn bộ vạn động thiên phủ cũng không dám trêu chọc người kia. Con trai đánh một trận nổi danh xong, làm cho trưởng môn vạn động thiên phủ cuống quyết chạy đến hỏi, lo lắng có chuyện xảy ra. Nói cách khác, bởi vì Lê Vô Hoa lúc trước không khống chế được dục vọng cá nhân, làm không tốt nên vạn động thiên phủ gặp phải phiền phức, chuyện nhà lớn đến mức toàn bộ tề kinh đều thấy được, bối cảnh bây giờ của Tiêu Thiên Trấn, ngay cả thế lực lớn như Hiểu Nguyệt các dù dùng lỗ vốn dung không lật được chút bọt nước nào. Tên Quỷ Y, càng uy danh hiển hách hơn ở Tề Kinh, không ai dám tùy tiện chiêu chọc. Một lần kia, Tiêu Thiên Trấn cũng danh Trấn Thiên Hạ. Đương nhiên, đây là đối với nhiều người khác, còn nếu như người đạt đến cấp độ kia, sẽ không để Quỷ Y vào trong mắt. Nhưng đám người hải như Nguyệt này thuộc phần nhiều người khác. Nghe được con trai danh Trấn Thiên Hạ, hải như Nguyệt vừa kiêu ngạo vừa khổ sở. Khổ sở với mình không làm tròn trách nhiệm của người mẹ, bạc đãi con trai. Kiêu ngạo là vì con trai bây giờ có tiền đồ. Mẹ, đừng khóc, đứa bé trong ngực vươn tay lau nước mắt cho nàng. Hải Như Nguyệt càng khóc dữ dội hơn, rào đứa bé cho Lê Vô Hoa, muốn đi lên, lại bị Lê Vô Hoa gắt gao kéo tay không thả, mặc kệ nàng dùng nước mắt cầu xin, cũng không cho nàng mạo hiểm tự mình đi lên. Hải Như Nguyệt không có cách khác, chỉ có thể nức nở nói với con cả. Mẹ xin lỗi con, Trấn Nhi, là mẹ xin lỗi con nắm đấm của vô tướng run rẩy giận dữ mắng tiện nhân câm miệng ta không có loại mẹ như ngươi ngươi mà cũng xứng làm mẹ ta sao tiện nhân nhà ngươi làm cho liệt tổ liệt tông tiêu ra phải hổ thẹt hôm nay ta có thể đến đây chính là nhờ ông trời có mắt không bỏ quên tiêu ra ra hắn ngửa mặt lên trời rên ngay cả ông trời đều không chịu nổi để cho ta rửa nhục cho tiêu ra a à, bỗng nhiên hải như nguyệt dùng hai tay che mặt gào lên tê tâm liệt phế bị con ruột nói những lời thế này làm nàng còn khó chịu hơn cả cái chết mỗi chữ như dao nhọn khoan tim thấu xương cũng là do nỗi khổ khó nói nhưng lúc đối mặt với đứa con trai này nàng chẳng thể thốt nên lời lê vô hoa không muốn cho con trai mình thấy cảnh này thì pháp làm cho bé ngủ say cũng đau buồn nói dù sao nàng cũng là mẹ đẻ của ngươi năm xưa vì ngươi mà hy sinh nhiều thứ mặc dù nàng có làm sai điều gì thì ngươi cũng không có tư cách nói nàng như thế vô tướng cười lạnh nói một đôi cầu nam nữ đúng là tình trạng ý thiếp thật lê vô hoa nhìn thấy vợ khóc thành lệ nhân đau lòng nói tiêu thiên trấn nếu như ngươi còn có một chút lý trí thì phải biết phụ thân ngươi trước đây là loại người gì một kẻ mắc bệnh nguy kịch dựa vào đám tu sĩ để kéo dài tính mạng có người con gái bình thường nào sẽ gả cho hắn không có nhiều chuyện không thể trách mẹ ngươi được nàng cũng bất đắc dĩ vô tướng giận dữ mắng mỏ vậy còn ngươi ngươi cũng bất đắc dĩ sao lê vô hoa không phản bác được hải như nguyệt nức nở nói trấn nhi năm đó ta không còn cách nào khác thật sự không còn cách nào khác nữa ta chỉ muốn hai mẹ con ta có một con đường sống nếu như con hận ta vậy thì là lỗi của ta nếu con có oán hận gì nữa cứ nhắm đến ta con hãy xem ta nuôi con nhiều năm cực khổ thả bọn họ đi đi nàng xưng là ta không dám xưng mẹ nữa nói xong thì muốn quỳ xuống nhưng lại bị lê vô hoa kéo lại không cho quỳ làm gì có đạo lý mẹ quỳ con chứ